3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Trần Hùng, chào Nguyễn Hoàng nha. Chào Quang Sơn, cảm ơn Quang Sơn nha. Lâu quá rồi không gặp Trần Hùng ha. Không biết bữa giờ đi đâu mất tiêu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với quyển sách Tôi là ai và nếu vậy thì bao nhiêu của tác giả David French. Và hôm nay chúng ta đến với 3 chương, nghe tên rất là hay ha. Chương thứ nhất là có được phép sao chép con người không? Đó là có được phép nhân bản vô tính không ha. Chương thứ hai là y học tái tạo sẽ dẫn đến đâu? Và chương thứ ba và cũng là chương cuối cùng của phần 2 là ngành nghiên cứu não bộ được phép làm gì? Và đây là những cái vấn đề mà nó rất phức tạp rồi mà tác giả lại còn nói thêm nói về những cái vấn đề này theo kiểu triết học nữa để coi hôm nay chúng ta sẽ có những cái kiến thức hấp dẫn nào ha. Hi, chào Sang Trần nha. Ok, mình bắt đầu luôn nha, thấy mọi người hôm nay vào rất là nhanh. Ok, chương đầu tiên, có được phép sao chép con người hay không? Giáo phái Rael làm trò gì? Cái mớ pha trộn quái gở giữa chế độ tư bản sát nhân và khoa học giả tưởng, giữa mơ mộng kiểu hippie và nhà thờ rùng rợn ấy, vừa tuyên bố trước đây mấy năm việc sinh sản đứa bé nhân bản vô tính đầu tiên ở Montreal và qua đó mở đường đi đến bất tử. Nếu quả thật đã ra đời thì đứa bé mang tên là Eve đó đến nay đã lên 4 tuổi rồi, cũng giống như hai đứa bé số 2 và số 3, nghe nói đã chào đời vào tháng Giêng năm 2003 theo thông báo. Câu trả lời rất đơn giản, những môn đồ Rael không làm gì nhiều. Người sáng lập đồng thời là thủ lĩnh môn phái, phóng viên thể thao Pháp Claude Vorihon, còn tung ra những thông điệp tầm phào như việc tạo ra giống lạc biến đổi gen dành cho những người bị dị ứng với lạc. Giả sử tiểu thuyết gia người Pháp là Michael Houellebecq Giả sử tiểu thuyết gia người Pháp Michael Houellebecq đừng có lần vỗ tay tán đồng khiến người ta chú ý đến môn phái ấy thì có lẽ hiện nay chẳng có ma nào hỏi đến nó nữa. Đám môn đồ Rael thật ra chỉ là đỉnh cao bị nhạo báng của cả một dãy núi nhiệm màu lẫn khuất sau đám mây của những thế giới quan ngớ ngẩn. Nhân tiện thì nói luôn đến đỉnh cao thứ nhì là bác sĩ phụ khoa người Ý Severino Antinori kỳ thực đang làm gì? Nếu quý vị còn nhớ, đó là người hồi tháng 4 năm 2002 từng quả quyết đã làm cho 3 phụ nữ mang thai vô tính. Đến cuối tháng 11 năm 2002, Antinori vẫn khẳng định vụ mang thai và vào tuần đầu của tháng Giêng năm 2003, em bé vô tính đầu tiên sẽ chào đời. Nhưng mà những đứa trẻ vô tính của Antinori đã lặn mất tâm trong vụ ầm ĩ về Vorihon và môn phái của ông ta và về sau cũng chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Cuộc tuyệt thực theo bố cáo hồi cuối tháng Giêng năm 2003 nhằm phản đối Bộ trưởng Y tế Ý là dấu hiệu sống sót cuối cùng của Antinori được đưa ra công luận. Còn nhà khoa học Hoa Kỳ Panayiotis Zavos tại Viện Nam học ở Lexington thuộc tiểu bang Kentucky thì làm gì? Hè năm 2004, có bằng chứng là ông đã nhân bản vô tính một phôi người, nhưng sau 4 ngày lại hủy đi. Theo lời ông ta thì tất cả chỉ là cuộc thao dược cho dự án cấy một phôi người nhân bản vào dạ con của mẹ. Rất khó tin là việc đó đã diễn ra thực sự, vì không hề nghe loan tin từ chính Zavos, bình thường vốn là một người cực kỳ lắm lời. Đã hơn 10 năm kể từ ngày con cừu sinh sản vô tính Dolly chào đời tại nông trại ở Scotland, vẫn chưa hề có trẻ em nhân bản vô tính nào bò lổm ngổm hay là chạy nhảy trong bí mật hoặc là công khai ngoài đời. Cho đến nay, cái viễn cảnh làm cho một số người hoan hỷ nhưng đại đa số nghi ngại hay là sợ hãi vẫn tỏ ra phi thực tế. Song tại sao ý nghĩ về nhân bản vô tính lại làm cho chúng ta giật mình như vậy? Xét về đạo lý, việc nhân bản vô tính đáng ngại hay là xấu xa ở điểm nào? Và hỏi chính xác hơn, tại điểm nào thì việc nhân bản vô tính bắt đầu bị coi là vô đạo đức? Phần mở đầu tác giả nói về những cái vụ nhân bản vô tính mà được gọi là tin đồn thôi chứ chưa có thật ha. Mà này không biết có thiệt không các bạn. Tự nhiên đọc này thấy ghê ghê á. Kiểu như nếu mà người ta nhân bản vô tính trong bí mật thì bây giờ cái công nghệ nhân bản vô tính mình cho là khoảng năm 2000 đi. Thì tới bây giờ mới khoảng 21 năm thôi thì nhiều khi người ta còn chưa công bố.
và cái người nhân bản vô tính đã sống như người bình thường rồi thì sao? Theo những người phản đối nhân bản vô tính thì việc tái tạo con người theo cách nhân tạo là xúc phạm phẩm giá con người. Như ai cũng biết, Kant đã từng nói, con người là mục đích tự thân, bởi thế nó không được phép bị tái chệch mục đích. Người ta phê phán rằng nhân bản vô tính đã làm cho con người chệch khỏi mục đích, làm cho con người trở thành đồ vật và hạ cấp nhân phẩm. Để thẩm định sự nghi ngại này, ta nên đi sâu vào chi tiết. Các nhà duy truyền học ngày nay phân biệt hai khái niệm: nhân bản vô tính tái tạo và nhân bản vô tính trị liệu. Nhân bản vô tính tái tạo trong cách sử dụng ngôn ngữ ở đây có nghĩa là tạo ra một sinh thể hầu như giống hệt với mẫu. Để đạt được điều đó, người ta lấy nhân của một tế bào người mà trong đó, như ở tất cả các nhân tế bào, có chứa đựng toàn bộ chất liệu di truyền. Tiếp theo, người ta tìm một tế bào trứng rồi tách nhân nó ra. Nhân của tế bào cơ thể sẽ được đưa vào tế bào trứng. Tế bào trứng sau sự can thiệp ấy sẽ được cấy vào tử cung của một người mẹ mang thai hộ. Nếu thí nghiệm đó thành công ở người, sau 9 tháng, người mẹ mang thai hộ đó sẽ sinh ra một đứa bé. Đứa bé này có chất liệu di truyền gần như giống hệt với người đã hiến tế bào. Cho đến nay, phương pháp này đã thành công đối với chuột nhắt, chuột cống, bò, dê, lợn, một giống mèo vàng, hu đuôi trắng, bò rừng, ngựa, chó và cừu. Như là cừu Dolly nổi tiếng thế giới, như lúc đầu đã đề cập, cho đến nay chưa hề có thí nghiệm thành công với người. Người ta nhân bản vô tính với rất nhiều loài động vật rồi chứ không có con cừu Dolly nổi tiếng không ha. Chuột nhắt, chuột cống, bò, dê, lợn, một giống mèo vàng, hu đuôi trắng, bò rừng, ngựa, chó và cừu. Như vậy thì chẳng có lý do gì mà con người không nhân bản vô tính được con người ha, chỉ có do là luật chưa cho phép thôi. Và số người ủng hộ nhân bản vô tính tái tạo rất nhỏ. Đại đa số các quốc gia tẩy chay mục tiêu tạo ra người có chất liệu di truyền tương tự bằng những luật lệ rõ ràng. Cho dù Liên Hiệp Quốc vẫn loay hoay chưa ra nổi quy định cấm tấm toàn cầu. Ngược lại, đối với động thực vật thì hầu như không có nghi ngại gì. Từ những năm 90, nhân bản các loài động thực vật hữu ích được coi là hết sức bình thường. Vậy thì tại sao việc nhân bản con người lại vấp phải nhiều nghi ngại đạo đức trên nền lý trí hoặc là trực giác, không như là những trường hợp xúc vật? Bằng trực giác, nhiều người có một cảm giác mơ hồ rất lạ lùng khi hình dung về việc chất liệu di truyền của con người được sao chép rồi chuyển giao cho một người khác. Thế giới sách vở và phim ảnh đầy rẫy những giả tưởng như thế và hầu như lúc nào cũng là những giả tưởng kinh hãi và rùng rợn. Rõ ràng là tính độc nhất vô nhị của từng người riêng lẻ là một trong những chân lý được chúng ta coi trọng nhất, và tính chất độc nhất vô nhị của mỗi cá thể là một giá trị được nhiều người cảm nhận sâu sắc. Cho nên sự cố ý vi phạm quy luật đó bị coi như là hành vi bán bổ. Ngược lại, đối với thú vật thì chúng ta không đến nỗi cầu toàn như thế. Chúng ta thấy con chó nhà dường như là độc nhất vô nhị, con mèo và con ngựa để cưỡi cũng thế. Ngược lại, cá vàng đối với chúng ta thì sao cũng được, và món thịt lợn nằm trên đĩa có tính duy nhất hay không thì hầu như ít được ai quan tâm. Như vậy là cảm giác về tính độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho cuộc sống rất hẹp mà thôi. Sự nghi ngại theo trực giác đó được hỗ trợ bởi nhiều lý lẽ, nhưng những lý lẽ ấy chỉ có thể dễ chấp nhận khi mà ta tôn trọng giá trị của tính độc nhất vô nhị. Ai muốn tái tạo một sinh vật qua nhân bản vô tính cũng cần rất nhiều tế bào trứng. Lý do là rất ít trong số hàng nghìn tế bào bị đổi nhân phát triển thật sự thành những cơ thể tiến triển, rồi hình thành một sinh vật khỏe mạnh. Nghĩa là tỷ lệ thành công ở súc vật rất thấp, đại đa số tế bào trứng đều chết. Với con người chắc chắn cũng tương tự, và ngay cả khi thoạt tiên có vẻ ổn thì tuổi thọ của một người được sinh ra theo cách ấy sẽ khá hạn chế. Con cừu Dolly chỉ sống được 6 năm, bằng một nửa tuổi đời bình quân của một con cừu bình thường. Khi mà Dolly bị chết do viêm màng phổi hồi tháng 2 năm 2003, sức khỏe của nó ở trạng thái đáng buồn, nó bị viêm khớp và chất liệu di truyền của nó cho thấy nhiều tổn hại nghiêm trọng. Việc con cừu dễ ốm và chóng già là một lý lẽ 2 năm rõ 10, là một lý lẽ rất là chắc chắn á, 2 x 5 thì bằng 10 á. Nhưng vẫn rất yếu ớt để có thể chống lại việc tái tạo con người qua nhân bản vô tính. Bởi vì bất cứ ai viện lý do đó sẽ vấp phải câu hỏi liệu rồi việc sản xuất con người giống hệt về mặt di truyền có ổn thỏa hay không, nếu giả sử các lỗi kỹ thuật tương tự được khắc phục. Và nhắc đến vô số các tế bào trứng bị chết trong thử nghiệm thì cũng chỉ gây ấn tượng cho những ai tin rằng tế bào trứng của người đã là một sự sống có nhân phẩm và do đó được coi là giá trị cần phải được bảo vệ vô điều kiện. Đến đây thì nên cắt ngang dòng suy nghĩ để lại tiếp tục sau này.
Bởi vì câu hỏi về giá trị của một tế bào trứng, người sẽ đưa ta đến thẳng câu hỏi thứ hai về nhân bản vô tính. Đó là câu hỏi về lợi ích và bất cập của nhân bản vô tính trị liệu đối với con người. Hồi nãy là có hai kiểu nhân bản vô tính đúng không? Một kiểu là nhân bản vô tính tái tạo và một kiểu nhân bản vô tính trị liệu. Thì tái tạo thì tác giả đã nói rồi, là lấy thẳng cái vật chất di truyền á, đưa vào tế bào trứng rồi giống như là sao chép tạo thành một người y hệt ha. Còn nhân bản vô tính trị liệu là gì? Thấy chưa thấy nói. Điều đầu tiên phải nói ra ở đây là phải thay thế ngay lập tức khái niệm này. Ngay cả khái niệm nhân bản vô tính tái tạo đã gây hiểu lầm, bởi vì nhân bản vô tính đã luôn luôn mang tính tái tạo rồi, tức là nhân đôi. Khái niệm nhân bản vô tính trị liệu liên quan tới một viễn cảnh tương lai trong mơ của nền y học. Một ngày nào đó, người ta có thể dùng phôi để nuôi thành mô, thậm chí nuôi cả những bộ phận cơ thể để cấy ghép cho người bệnh. Chà, hay vậy? Để đạt mục đích đó, người ta phá các phôi ngay trong giai đoạn đầu tiên. Chỉ sau vài lần phân chia tế bào, những tế bào riêng lẻ sẽ được nuôi tiếp để sản sinh ra một mô phù hợp. Một ý tưởng vươn xa hơn nữa là một ngày nào đó sẽ xuất hiện trị liệu pháp đem cấy trực tiếp các tế bào gốc vào một bộ phận cơ thể của bệnh nhân để thay thế cho tế bào cơ sở đã bị tổn hại hay là bị phá hủy. Đó là ý tưởng về phương pháp điều trị bằng nhân bản vô tính cho đến nay. Là dùng nhân bản vô tính để điều trị ha, thì gọi là nhân bản vô tính trị liệu. Còn mà nhân bản vô tính tái tạo là sao chép ra hẳn một con người hoàn chỉnh luôn. Còn trị liệu là tạo ra những cái mô, những cái giống như chúng ta mất cái tay thì tạo ra cái tay, hai cái tay tương thích gắn vô ha. Đó là ý tưởng về phương pháp điều trị bằng nhân bản vô tính cho đến nay. Xong, ngay cả khi phương pháp ấy có thành sự thật thì nó vẫn không mang tính trị liệu, mà cũng chỉ mang tính tái tạo như là nhân bản vô tính tái tạo vậy. Sự khác biệt không nằm trong phương pháp mà ở mục đích nhân bản được theo đuổi. Tôi nhân bản để tạo ra một người có chất liệu di truyền tương tự, hay vì mục đích y học. Vì bản thân nhân bản vô tính không bao giờ mang tính trị liệu, nên chúng ta cần khẩn trương thay thế khái niệm ấy bằng cụm nhân bản vì mục đích nghiên cứu, vì thực chất vấn đề nằm ở đó. Niềm hoan hỷ của một nhà khoa học về tế bào gốc trong phôi có lý do là những khả năng lý thuyết cực kỳ phong phú. Người ta có thể hình dung tế bào gốc trong phôi như là tuyết rơi đầu mùa, có thể nhào nặn thành hình dạng và màu sắc như có thể. Các nhà kỹ thuật gen gọi chúng là totipotent, là toàn năng. Totipotent ha. Mình có thể mình đọc sai cái chữ này. Totipotent. Về lý thuyết, có thể lấy tế bào gốc nuôi thành bất cứ mô nào mà người ta muốn, nhưng chớ quên cụm về lý thuyết. Bởi vì cho đến nay vẫn chưa thấy thành công gì nhiều. Rào cản lớn tiếp theo là phản ứng đề kháng của các hệ thống miễn dịch khi mà đón nhận các mô lạ của tế bào gốc. Thí nghiệm với thú vật cho thấy tỷ lệ đào thải cực cao, không kém gì xác suất sinh ra u bú ung thư. Vậy ta nên đánh giá nhân bản vô tính như thế nào? Chúng ta hãy bắt đầu với lý lẽ về phẩm giá con người. Ở mức độ nào con người trong sinh sản vô tính được xem như là giá trị tự thân mà là chệch mục đích một cách trái đạo lý? Trong nhân bản vô tính tái tạo, mình đọc thiếu cái chữ chưa ha, mình đọc lại câu vừa rồi. Ở mức độ nào con người trong sinh sản vô tính chưa được xem như là giá trị tự thân mà là chênh lệch mục đích một cách trái đạo lý? Trong nhân bản vô tính tái tạo, có vẻ như trường hợp này khá đơn giản. Rõ ràng, mặc cho Ernest Mach cứ hoài nghi, một trong những nhu cầu tự nhiên của con người là họ cảm nhận thấy mình độc nhất vô nhị, là một cái tôi khác hẳn xung quanh. Toàn bộ quan niệm tự thân của chúng ta và của cả nền văn hóa chúng ta ít nhiều đều dựa trên tính độc nhất vô nhị đó. Những người khó tự xưng tôi với mình thì nói chung có vấn đề và tâm lý trầm trọng. Tuy nhiên, có lẽ một người được nhân bản vô tính sẽ có vấn đề khi cảm nhận mình là một cá thể, một người độc nhất, bởi vì chịu theo sự hình thành thì người đó là một người độc nhị. Là giờ nhân bản vô tính thì họ đâu có độc nhất đâu. Thế vì độc nhất vô nhị, người đó sẽ bị coi là một phiên bản, trừ khi, và đây là một điều kiện tối thiểu, người đó không bao giờ làm quen nguyên bản của mình và không bao giờ biết mình là một người được nhân bản vô tính. Nhưng tại sao người ta cứ phải thực hiện thí nghiệm tâm lý học và xã hội học tàn bạo như vậy?
Đối diện với lợi ích của các nhà khoa học tò mò tìm hiểu hình ảnh bên trong và bên ngoài của một người xuất thân từ sinh sản vô tính là số phận của một con người với nguy cơ sa vào tai nạn tâm lý cực lớn. Sự chênh lệch mục đích thế là đã quá rõ. Cũng chẳng ngạc nhiên khi đa số nhân loại và quốc gia từ chối và ra luật cấm nhân bản tái tạo. Nhất là hiện thời cũng chưa thấy lợi ích nào khả dĩ làm đối trọng cho bất cập khủng khiếp đó. Dường như trường hợp nhân bản vô tính với mục đích khoa học được nhìn nhận khác hẳn, bởi vì tất cả những lý lẽ đưa ra ở trên để chống lại nhân bản vô tính không có giá trị ở đây. Nói ngắn gọn là không có người nào phải gánh chịu tổn hại tâm lý, mà chỉ có những phôi bị hại, đúng hơn là những phôi hoàn toàn chưa có ý thức bị giết chết trong giai đoạn sơ khai ban đầu. Như là chúng ta đã thấy trong chương nói về việc phá thai, rõ ràng các phôi đó là sự sống con người theo nghĩa sinh học, nó là thành viên của giống Homo sapiens. Với lý lẽ đó, việc nghiên cứu phôi ở Đức đã bị cấm bằng đạo luật bảo vệ phôi. Nhưng chính đạo luật ấy không quan niệm phôi như con người. Hủy phôi một cách phi pháp và giết một người đã ra đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mức độ trừng phạt trong trường hợp phôi nhẹ hơn nhiều. Sự khác biệt giữa khinh tội do xâm hại phôi và trọng tội do giết người thể hiện rất rõ qua việc nhà lập pháp ở Đức đã cấp phép cho một số nhà khoa học được nghiên cứu phôi. Nhưng mà nhà nước không hề đưa ra trường hợp ngoại lệ nào cho phép các nhà nghiên cứu giết người. Qua đó ta thấy rõ là nhà lập pháp không hoàn toàn tin vào lý lẽ của chính mình rằng phôi đáng được bảo vệ tuyệt đối. Như vậy là ở đây đang tồn tại một mâu thuẫn tương tự như trong quy định về phá thai, vốn định nghĩa phôi là người theo nghĩa sinh học và đạo đức, xong lại cho phép giết chết người đó trong giai đoạn sơ khai. Thì ra nhân phẩm của phôi là một chuyện không rành mạch. Nếu ta cứ bám lấy các lý lẽ được trình bày trong các chương trước, thì giá trị và phẩm giá của cuộc sống không nằm trong vị thế là thành phần của một giống hay loài, mà ở chỗ sinh vật đó có ý thức hệ, có một ý thức tự thân sơ đẳng và ham muốn hay không. Chắc chắn những cái đó không có ở một tế bào trứng người mới phân chia thành 6 hay là 8 phần. Xét như vậy thì người ta không thể công nhận phôi có phẩm giá được. Việc nghiên cứu tế bào gốc của phôi tuy có làm chênh lệch mục đích con người theo nghĩa sinh học, nhưng không theo nghĩa đạo đức. Thiếu phẩm giá của người, phôi là một nguyên liệu như là các nguyên liệu khác. Nếu hứa hẹn của các nhà nghiên cứu mang tính thực tiễn, dù là chỉ chút xíu, rằng nhờ nhân bản vô tính trị liệu có thể chữa lành các bệnh như là tiểu đường, Parkinson hay là Alzheimer, thì ta hoàn toàn có thể yên tâm để cân nhắc theo nghĩa vị lời. Đổi sự đau đớn không tồn tại của phôi bị giết lấy hạnh phúc vô biên của hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu bệnh nhân khỏi bệnh. Lý lẽ này... Còn khoảng 2 trang để mình đọc xong rồi mình check comment luôn nha. Lý lẽ này khá nặng cân và để bác bỏ nó thì cần lý lẽ xác đáng. Thật thú vị là lời phản đối mạnh mẽ nhất chống nhân bản vô tính mục đích nghiên cứu lại không phải phản đối mang tính nguyên lý mà mang tính vị lợi. Xung quanh việc nhân bản vô tính phục vụ công tác nghiên cứu trong 8 năm qua đã xảy ra nhiều ồn ào. Ngược lại thì thành công trong trị liệu gen lại quá ư nghèo nàn, trong khi ý tưởng dùng tế bào biến chuyển để trị bệnh rõ ràng là một ý tưởng hay. Vấn đề chỉ là liệu có phải chính tế bào gốc của phôi là hướng đi lý tưởng trong lĩnh vực này hay không? Tế bào gốc không chỉ có ở phôi, tất cả chúng ta đều có tế bào gốc, ví dụ như là trong hành tủy, trong gan, trong não, trong tuyến tỵ và trong da. Các nhà khoa học gọi chúng là tế bào gốc trưởng thành. Các tế bào gốc trưởng thành cũng đa dạng và rất có năng lực phát triển. Chúng thuộc diện đa năng. Trong suốt cuộc đời, chúng không ngừng phát triển những tế bào mới chuyên biệt cho cơ thể của chúng ta. Trên đĩa nuôi cấy tế bào của các nhà nghiên cứu, chúng có thể phát triển thành nhiều loại mô tế bào. Thế nhưng khác với tế bào gốc của phôi, ở đây có hạn chế. Một tế bào gốc từ não có thể phát triển thành tất cả các dạng mô thần kinh, nhưng khó có thể thành tế bào gan. Mình đọc lại nha, một tế bào gốc từ não có thể phát triển thành tất cả các dạng mô thần kinh, nhưng khó có thể thành tế bào gan. Tuy nhiên, có khả năng ngoại lệ ở các tế bào gốc từ nước ối, từ máu trong dây rốn và từ răng sữa. Hiện nay những quan sát đó đang là đề tài tranh luận. Ngược lại, lợi thế vô biên của tế bào gốc trưởng thành so với tế bào gốc trong phôi không cần phải tranh cãi. Nếu như là các nhà nghiên cứu thành công khi nuôi tế bào gốc từ não tôi qua kích thích sinh học và hóa học,
thành mô não mới rồi đem ký trở lại vào não tôi để thay thế những mô bệnh, thì hệ thống miễn dịch của tôi sẽ không gây cản trở. Cho đến nay cũng chưa thấy tăng nguy cơ sinh ung thư. Từ những năm 60, y học dùng tế bào gốc để tái tạo máu từ hành tủy để chống lại bệnh ung thư bạch cầu và ung thư hạch. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều công trình nghiên cứu lâm sàng về điều trị bệnh tim mạch bằng tế bào gốc trưởng thành đã hé mở nhiều thành tựu trong nghiên cứu lâm sàng bệnh bại liệt và bệnh Parkinson, cũng như trong việc hồi phục sau nhồi máu cơ tim. Y học hiện nay đang điều trị rất thành công u não ở chuột cống bằng cách tiêm tế bào gốc trưởng thành. Chà, như vậy mình nghĩ là nếu mà cái việc tế bào gốc mà trị bệnh sau này mà trị bệnh hiệu quả, chắc là con người khi vừa mới sinh ra hoặc là khi còn trẻ, tại ở đây nghe có tế bào non rồi tế bào già, thì mình nghĩ là khi mà già đi chắc là cái tế bào gốc nó cũng mất bớt cái dữ liệu di truyền, nó không còn hoàn hảo như là khi mới đẻ ra ha. Thì mình nghĩ là chắc ai mới đẻ ra cũng sẽ được lưu trữ tế bào của mình vô một chỗ nào đó, sau đó mấy chục năm sau khi mà chúng ta già, chúng ta bệnh nhiều á, thì lại lấy những cái tế bào gốc non trẻ ra và trị bệnh lại cho chúng ta ha. Công cuộc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành hiện nay đang có nhiều hứa hẹn. Nếu trong vòng 2 thập kỷ tới đây, việc điều trị bệnh Parkinson đạt được bước đột phá như mong đợi, thì có nghĩa là việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành khả quan hơn nhiều so với nghiên cứu tế bào gốc ở phôi. Nhưng mà không hiếm khi các dự án nghiên cứu trên hai lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt với nhau nhằm giành tiền tài trợ công và tư. Hỗ trợ nghiên cứu tế bào gốc của phôi luôn đồng nghĩa với việc rút khoản đầu tư tương ứng vào nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành khả quan hơn. Lợi thế của nó không chỉ là những hứa hẹn chữa trị thực tiễn hơn, mà vì nó không có trở lực xã hội. Tế bào gốc trưởng thành dễ lấy, trong khi muốn có tế bào gốc ở phôi thì cần tế bào trứng người, thường là từ các thử nghiệm thụ tinh nhân tạo. Khoản dự trữ lại có hạn, không loại trừ việc hiến tặng tế bào trứng sẽ trở thành một thương vụ trong tương lai do phụ nữ từ các nước đang phát triển tiếp tế, và rõ ràng đó là một chuyện nan giải về đạo lý. Nếu cân nhắc một cách vị lợi giữa hạnh phúc tiềm năng từ lời hứa hẹn chữa trị của lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc trong phôi và lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành, có vẻ như việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành là con đường khả quan hơn nhiều. Không có nghĩa là vì lý do đạo đức mà không ai được phép nghiên cứu tế bào gốc của phôi nữa, mà bởi sự cân nhắc mang tính vị lợi bao giờ cũng chú ý đến thành công dự đoán mà thôi. Nhưng nó giảm nhẹ kỳ vọng, nhận thức tự thân và ý nghĩa xã hội của một ngành nghiên cứu đang được tranh luận cách lâm ly không đáng có trong mấy năm qua. Như vậy thì kỹ thuật gen không chỉ là vấn đề đạo đức cơ sở mà còn có quy mô luân lý xã hội lớn lao, và ta sẽ bàn đến chính quy mô ấy trong vấn đề tiếp theo của y sinh học hiện đại, vấn đề về chẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi. Mình nghĩ là giống như là đoán xem là đứa trẻ này có bao nhiêu phần trăm bị bệnh này, bao nhiêu phần trăm bị bệnh kia ha, trước khi là nó được tạo ra luôn. Ok, hết chương này rồi các bạn. Chương này có một cái hai khái niệm mới: nhân bản vô tính tái tạo và nhân bản vô tính trị liệu. Thì tái tạo là chúng ta giống như nhân đôi cá thể nó lên thành một người hoàn chỉnh luôn, còn trị liệu là sẽ dùng cái phôi của người đó để tạo ra những cái gọi là phần trong cơ thể để chúng ta cấy ghép khi mà cái phần của cơ thể đó bị bệnh. Hi, chào Huyền Nguyễn nha. Ok Trần Hùng ơi. Ok Hùng ơi. Ui, rồi cái điện thoại mới rớt. Hi Trần Phước, chào Thủy Tâm nha. Ok Cao Thế Du ơi, tự nhiên một cái bình luận không biết từ đâu ra. Chắc này Thế Nhu bình luận về MTV đúng không? Ok, thôi tiếp tục nha.
Y học tái tạo sẽ dẫn đến đâu? Y học tái tạo sẽ dẫn đến đâu? Tuần vừa rồi thì mọi người thấy sao về việc nhân bản vô tính á? Thực ra nhân bản vô tính ở Việt Nam mình ít nghe nói tới, tại vì Việt Nam mình hình như công nghệ đó cũng không có phát triển, nên cũng ít nghe nói về vấn đề này, mà mình cũng ít đọc vấn đề này. Nhưng mà nói về một cách theo cảm tính á các bạn, thì ai mà chả muốn gọi là mình tồn tại mãi mãi, đúng không? Thì mình nghĩ là sẽ có rất nhiều người sẽ tìm cách nhân bản vô tính cái bản thân, để sao để bản thân mình lại khi mà chết đi thì lại tiếp tục sống một cái cuộc đời khác. Nhưng mà mình nghĩ đó đâu phải là cuộc đời của chúng ta đâu, đúng không? Đó là một cuộc đời của một bản thân chúng ta, nhưng mà có những trải nghiệm hoàn toàn khác, và gọi là mọi cái điều hoàn toàn khác nó đâu còn là chúng ta nữa đâu. Như mà chúng ta sinh ở năm ở thế kỷ này với chúng ta sinh ở thế kỷ sau thì nó rất là khác, họ tiếp nhận những vấn đề rất là khác, và nó chả có gì giống với chúng ta hiện tại, chỉ ngoại trừ việc là có hình hài giống chúng ta thôi, mang cái gen giống chúng ta, còn ký ức này nọ. Thì như vậy mình không có nghĩ nó là hai người giống nhau, mình nghĩ là nó không cần thiết các bạn. Mình nghĩ cái việc mà nhân bản vô tính copy người này thành người kia nó không cần thiết á. Ok, trừ khi là chúng ta nhân bản xong, chúng ta có cách là chúng ta chuyển cái thông tin từ não, như mấy bộ phim các bạn, chuyển thông tin từ não của người cũ qua người mới để cái người mới y chang người cũ luôn, thì chắc chắn công nghệ đó là mốt là những giới nhà giàu người ta sẽ làm đó ha. Tại vì đó là ước mơ của con người biết bao thế hệ nay đó. Từ thời Ai Cập người ta đã cố gắng gọi là tạo ra những cái tượng người á, để người ta sống mãi mãi với giới vĩnh hằng. Rồi thời Trung Quốc thì có thời Vạn Lý Trường Thành, thời của tự nhiên quên mất tiêu rồi. Vạn Lý Trường Thành ai Tần Tiểu Hoàng đó, Tần Tiểu Hoàng xây cả một cái gọi là một cái cung điện ở dưới hầm ha, cung điện ở dưới đất đó, phải hiến tế biết bao nhiêu người chỉ để bảo vệ sự sống vĩnh cửu của ông thôi đó. Rồi rất nhiều người họ tự xây tượng của họ, tại vì họ muốn được nhớ lại, họ muốn được vẫn tồn tại một cái gì đó trên đời. Thì không lý do gì mà tới cái ngày đó việc nhân bản vô tính lại không sử dụng ha, khi mà có thể copy một người hoàn chỉnh và copy cả những cái suy nghĩ của người đó luôn. Trọng Nghĩa chia sẻ, tế bào gốc nuôi cấy bên ngoài cơ thể thì được, còn cấy trực tiếp vào cơ thể thì không thể ha. Ok Nghĩa ơi, hai chào Việt nha. Vĩnh Trường chia sẻ, nhân bản vô tính không tạo ra bản thể gốc, nó chỉ tạo ra bản sao, bản sao sống như một người khác thôi đó. Mình cũng nghĩ giống như là Vĩnh Trường luôn. Thôi tiếp tục, y học tái tạo sẽ dẫn đến đâu? Gen là một thành phố cảng xinh đẹp thuộc Đông Flanders, khá nổi tiếng nhờ chợ hoa và những ngõ phố trong khu thành cổ. Tuy nhiên, trong những năm 2002 và 2003, còn có thêm một lý do đáng kể nữa khiến các đôi vợ chồng trẻ tới thăm thành phố này. Đó chính là bác sĩ Frank Comher, hoạt động trong ngành y học tái tạo ở Gen với mục đích phục dịch vụ đặc biệt có thu phí là lựa chọn giới tính cho đứa con sắp ra đời của họ. Khoảng 400 cặp vợ chồng được toại nguyện. Phòng mạch của Comher hợp tác với một phòng xét nghiệm ở Fairfax thuộc bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông bác sĩ người Bỉ ấy gửi tinh trùng của người cha muốn sinh con đến Hoa Kỳ, là nơi tinh trùng được phân loại theo giới tính bằng máy. Vì dưới ánh sáng laser nhiễm sắc thể Y sinh con trai tỏa sáng yếu hơn nhiễm sắc thể X sinh con gái, người ta có thể tách chúng ra bằng phương pháp Microsoft. Microsoft nha, short là sắp xếp á, chứ không phải là Microsoft nha. Microsoft. Ở Bỉ, Comher cho thụ thai một tế bào trứng của người mẹ trong ống nghiệm với tinh trùng đã được bố mẹ lựa chọn, sau đó đem cấy vào cơ thể người mẹ. Phòng mạch của vị bác sĩ người Bỉ là một thành viên trong dự án thử nghiệm y học quy mô lớn dưới sự giám sát của cơ quan y tế quốc gia FDA của Mỹ. 60 bệnh viện và 70 trung tâm tái tạo quốc tế cùng tham gia dự án chọn trước giới tính lớn nhất mọi thời đại. Khách hàng đến từ Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Anh, Bắc Âu, Pháp và Đức. Ghê về cái này, và năm 2002-2003 nha. Điều kiện duy nhất mà các cặp bố mẹ phải đáp ứng khi tham gia chọn lựa giới tính là tuổi đời của người mẹ tương lai. Người mẹ phải đang ở trong độ tuổi từ 18 đến 39. Tốt nhất là họ đã có một con để phù hợp với cái gọi là cân bằng gia đình.
Tất cả những hạn chế tiếp cận khác đều do thị trường quy định. Lệ phí phân tích máu là 1.200 euro, chi phí vận chuyển và xét nghiệm tinh trùng hết 2.300 euro, còn giá làm thụ thai trong ống nghiệm rồi sau đó cấy vào cơ thể mẹ là 6.300 euro. Ai cần bảo đảm chắc chắn là sẽ nhận được giới tính theo đúng như sự lựa chọn của mình sẽ phải trả thêm 6.600 euro. Giá cả cao như thế giúp cho bác sĩ Comhe giữ vững đạo đức. Vì bác sĩ người Mỹ khẳng định rằng không cần phải lo vấn đề thương mại hóa rộng rãi khi mà giá tiền cao như vậy. Người ta có thể rút ra kết luận là càng thu hẹp tiếp cận dịch vụ bao nhiêu thì càng ít lo ngại về mặt đạo lý của phương pháp đó. Duy chỉ ở bên tư pháp là có vấn đề với cân bằng gia đình. Ở Mỹ không cấm chủ định lựa chọn giới tính nếu lý do nằm ngoài lĩnh vực y học. Nhưng mà các phương tiện thông tin đã làm ầm ĩ lên và biến việc kế hoạch hóa gia đình của Comhe trở thành một vụ bê bối, và Nghị viện Mỹ đã phản ứng bằng một luật cấm. Các đối tác Hoa Kỳ thì không hề hấn gì. Luật pháp của họ đến tận nay vẫn cho phép lựa chọn giới tính đứa bé tương lai trong ống nghiệm. Phương pháp Microsox được đăng ký bản quyền từ năm 1992, nay đã là một thành công mỹ mãn. Khởi thủy là công cụ phụng sự sức khỏe nhân dân. Ví dụ như lựa chọn một bé gái cho các gia đình mắc bệnh khó đông máu có thể di truyền cho bé trai. Năm 1995, đứa bé được lựa chọn đầu tiên theo phương pháp đó ra đời. Và từ năm 1998, công ty mời cả các cặp vợ chồng khỏe mạnh dùng dịch vụ đắt đỏ này. Năm 2003 ở Anh, một cặp vợ chồng người Scotland đã gây sóng gió trong dư luận. Họ đã có 3 con trai, đứa con gái duy nhất qua đời vì tai nạn. Để tái lập phái nữ trong gia đình, đôi vợ chồng đã xin phép sinh một bé gái qua sự lựa chọn giới tính ở trong ống nghiệm. Giới chức có thẩm quyền bác đơn vì không tìm thấy lý do y học. Trường hợp này cũng làm các phương tiện truyền thông chú ý. Khác với ở Mỹ, báo chí lá cải ở Anh đứng về phe vợ chồng nọ. Tháng 3 năm 2005, Tiểu ban Khoa học Công nghệ của Nghị viện Anh yêu cầu sửa đổi luật, cho phép bố mẹ quyết định giới tính của phôi được thụ tinh trong ống nghiệm đối với các trường hợp có lý do chính đáng. Mặc dù sách trắng của chính phủ Anh từ tháng 12 năm 2006 nhìn chung vẫn bảo lưu lệnh cấm, nhưng mà có thể tin rằng trong tương lai các trường hợp ngoại lệ sẽ được cho phép. Khi mà điều kiện kỹ thuật ngày càng khả quan thì khát vọng của các cặp bố mẹ ham hố và tham vọng càng lớn. Ai được lựa chọn giới tính thì sẽ có một lúc nào đó muốn ấn định cả những đặc điểm khác như là màu mắt hay là chiều cao cơ thể. Những dự đoán kiểu ấy khiến cho không ít người trong giới y học tái tạo mất ăn mất ngủ. Rồi bọn trẻ sẽ được lựa chọn như là một loại sản phẩm theo các quy chuẩn quản lý chất lượng và kiểm tra hàng hóa hay sao? Các nhà phê bình đã giật tít là thuyết ưu sinh trong tiêu dùng để ám chỉ phương pháp lựa chọn ra hài nhi may đo. Giống như là y học thẩm mỹ, y học sinh sản cũng có thể trở thành thị trường tăng trưởng mạnh và đưa ra những chuẩn mực hoàn toàn mới. Người nào không kịp thời trang bị tử tế cho con mình về mặt sức khỏe và thẩm mỹ, có thể một ngày không xa sẽ bị xã hội đánh giá là quá nghèo để làm việc đó, hoặc cẩu thả đến mức đẩy đứa con thiếu hấp dẫn và ít cơ may xã hội của mình vào một thế giới mới của những người xinh đẹp và cường tráng. Hôm nay đó vẫn chỉ là một viễn cảnh, nhưng nó hoàn toàn không phi lý. Cái này giống như là cái bộ phim gì mà có một anh chàng ước mơ được bay ra vũ trụ các bạn. Thế là anh trao đổi một cái anh chàng gọi là đã được bay ra vũ trụ rồi nhưng mà gặp tai nạn hay gì đó xong rồi bị ngồi xe lăn á. Nó chắc mình nói vậy là các bạn nhớ bộ phim đó ha. Nó giống viễn cảnh đó đó, là con người được chọn ra. Thì như vậy những người được lựa chọn sẽ có những cái gen tốt nhất, là những người sẽ ưu việt hơn những người bình thường. Đó, thì như vậy sẽ làm mất cân bằng xã hội ha. Cho nên chúng ta hãy thử xem xét từ góc độ luân lý từng chi tiết của một lĩnh vực mênh mông mang tên là PIGD, Pre-Implantation Genetic Diagnosis, là chuẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi, với những khả năng và nguy cơ của nó. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất của ý thức tự thân con người là câu hỏi về địa điểm được thụ tinh. Ở trên giường, ở ngoài đồng, trong ô tô hay là trong ống nghiệm. Không có nghĩa là người ta phải thực sự tự hỏi mình câu đó một cách cấp bách hay phải gán cho nó một ý nghĩa trọng đại. Nhưng đối với các luật gia, bác sĩ hay là nhà luân lý thì đó là một câu hỏi hóc búa. Chúng ta nghĩ gì về việc thụ tinh trong ống nghiệm? Chúng ta được phép biết những gì ngay từ đầu về sự sống vừa được tạo ra, và chúng ta được phép lựa chọn theo những tiêu chí nào?
Hôm nay, việc thụ thai cho trứng trong ống nghiệm là chuyện thường ngày. Với sự trợ giúp của phương pháp điều trị bằng nội tiết tố, bác sĩ phụ khoa làm cho nhiều tế bào trứng của phụ nữ chín, rồi ông kiểm tra lại chất lượng tinh trùng của đàn ông. Khi mà điều trị nội tiết tố có kết quả, bác sĩ lấy ra chất lỏng của nang với tổng cộng 5-12 tế bào trứng đã chín từ những nang riêng lẻ. Những tế bào trứng đó sẽ được cho thụ thai tinh trùng của người đàn ông. Tỷ lệ thành công thường nằm vào khoảng 70%. Có một phương pháp mới nữa là dùng máy tiêm cực nhỏ để tiêm một tinh trùng đã được lựa chọn vào tế bào trứng. Sang ngày thứ 2, khi mà tế bào trứng tự phân chia hai lần, hai phôi sẽ được cấy vào dạ con của người phụ nữ. Một cách làm khá phổ biến khác là cấy trứng vào tử cung 5 ngày sau khi đã được thụ tinh. Những tế bào trứng đã được thụ thai còn thừa sẽ bị tiêu hủy, hoặc là tất nhiên chỉ được phép ở một số nước được làm đông lạnh trong chất nitơ lỏng. Khoảng 2 tuần sau khi mà cấy phôi, chắc chắn có thể xét nghiệm xem có thai hay không. Tỷ lệ thành công cho ra đời em bé vào khoảng 40%. Đó là nói về phương pháp. Ở Đức có một phần 80 trẻ em được thụ tinh trong ống nghiệm. Như vậy là cũng rất nhiều các bạn. Mình nghĩ như vậy là cũng rất nhiều ha. Ở Đức á, thì có 1/80, cứ 80 đứa trẻ thì có một đứa thụ tinh trong ống nghiệm ha. Như vậy trong trường học mấy trăm đứa như vậy thì chắc chắn phải có ít nhất là 5-6 đứa có thụ tinh trong ống nghiệm, đúng không? Ở Đức có 1/80 trẻ em được thụ tinh trong ống nghiệm. Thoạt tiên người ta chỉ nghĩ đến hai nhóm lớn các cặp vợ chồng cần phải giúp đỡ những người mà trong gia đình họ có nguy cơ mắc bệnh di truyền nguy hiểm cao. Con cái của họ cần được xét nghiệm vào thời điểm càng sớm càng tốt và nếu cần sẽ được lựa chọn. Đối tượng thứ hai là các đôi không thể thụ thai bằng con đường tự nhiên. Đối với nhóm thứ hai, trong các trường hợp khó khăn quá có thể tính đến việc lấy tinh trùng từ một người đàn ông khác hay tế bào trứng của một người phụ nữ khác, chứ không phải là của đôi vợ chồng đang mong có con. Và cũng có thể tính đến khả năng có một người mang thai hộ. Ở Đức, đạo luật bảo vệ phôi nghiêm cấm cả hiến tế bào trứng lẫn việc đẻ thuê. Ngược lại, hiến tinh trùng thì luật cho phép. Nước Đức cấm chẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi. Ngược lại, các nước khác cho phép lấy ra một tế bào từ phôi 3 ngày sau khi được thụ tinh trong ống nghiệm để xét nghiệm về các bệnh di truyền hay là đột biến nhiễm sắc thể. Sau đó bác sĩ và cặp bố mẹ sẽ quyết định xem phôi có được cấy vào dạ con hay không. Ở Đức không cho phép xét nghiệm bệnh di truyền của phôi được thụ tinh trong ống nghiệm trước khi đem đi cấy, mà chỉ sau khi đã cấy nó vào bụng mẹ, là lúc nguy hiểm hơn cho người mẹ và đứa bé. Nếu chẩn đoán được một bệnh có thể phát sinh trong tương lai mà người mẹ cho là không kham nổi, thì người mẹ có thể đề nghị phá thai cho đến khi gần sinh. Nhưng nếu hài nhi sống sót, người mẹ phải chấp nhận đứa bé với mọi tổn hại phát sinh trong quá trình phá thai. Những người ủng hộ chẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi, PIGD, xem đó là một điều điên khùng, bởi vì việc chẩn đoán sớm trong ống nghiệm hạn chế được những can thiệp sâu. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà các nước trong Liên minh châu Âu quy định về PIGD rất khác nhau. Ví dụ ở Anh, những bố mẹ sẵn tiền hoàn toàn có quyền nhờ bác sĩ kiểm tra phôi trong ống nghiệm từ A đến Z. Tuy nhiên, thực tế này cũng thúc đẩy những nguyện vọng giống như là cặp vợ chồng người Scotland đã có 3 con trai, nay tha thiết có lại một đứa con gái và coi việc đó hoàn toàn chẳng có gì đáng chê trách. Có gì thực sự tồi tệ hay không khi mà người ta, bên cạnh các tiêu chí khác, lấy cả giới tính làm tiêu chí quan trọng để lựa ra một phôi phù hợp. Đôi vợ chồng Scotland đáng lẽ sẽ hạnh phúc và chẳng một ai bị trực tiếp ảnh hưởng cả. Đằng nào thì các phôi được thụ tinh nhân tạo còn dư cũng chết hoặc là được làm đông lạnh. Thế thì có hại gì khi mà chủ động chọn một mớ tế bào giống cái thay vì ngẫu nhiên chọn phải một mớ tế bào giống đực? Đa số đối thủ cũng thừa nhận là ở trường hợp cá biệt này chẳng có gì là thiếu đạo đức. Trừ những người từ chối PIGD vì lý do tôn giáo, bởi đây không có bàn tay của Chúa tham dự mà là bàn tay của bố mẹ. Riêng ở châu Á, ở Trung Quốc, ở Việt Nam nữa, thì việc này là mình nghĩ không nên ha, lựa chọn giới tính trước khi mà đẻ ra. Tại vì đa số mọi người sẽ chọn nam, đúng không? Ở châu Á thì vẫn còn trọng nam khinh nữ rất là nhiều, và đó là vấn đề đang có ha. Ở Trung Quốc đang là bị bất cân bằng giới tính, nam nhiều quá nữ ít đi. Thế là sau này sẽ có hàng triệu người nam gọi là
không có đôi có cặp, tại vì số lượng nam nhiều hơn số lượng nữ mà. Thì nếu như mà cưới nhau một một thì chắc chắn là sẽ có hàng triệu người không có đôi có cặp ha. Thì ở Việt Nam mình nhớ là như cũng 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 bị mất cân bằng á. Ở Việt Nam thì cũng có trường hợp trọng nam khinh nữ nha. Đầu xưa người ta đi siêu âm, người ta thấy nếu là con gái thì người ta bỏ, nếu là con trai thì người ta giữ. Thế là lâu dần nó trở thành cái việc gọi là mất cân bằng giới tính. Thì bây giờ như mình theo mình biết á, thì là người ta không cho phép gọi là coi giới tính của đứa trẻ trong mấy tháng, trong bao nhiêu tháng á, gọi là trước cái thời gian mà có thể phá thai, thì không có cho coi giới tính của đứa trẻ để tránh trường hợp là ta chọn giới tính ha. Còn mình nghĩ ở châu Âu với châu Mỹ thì chắc họ họ thoải mái hơn, tại vì họ không có quan niệm gọi là trọng nam khinh nữ, nam cũng được nữ cũng được ha. Thường họ chọn nam nữ là do cái lý do riêng của họ. Lý lẽ phản biện chống lại PIGD là những hậu quả mang tính đạo đức xã hội của nó. Nếu việc chọn phôi sớm trở nên bình thường thì có thể phát sinh sự tháo khoán nguy hiểm. Vì vậy, các đối thủ kiên định của PIGD tuyệt đối bác bỏ biện pháp đó. Họ cho rằng ở đây có sự lựa chọn giữa sự sống đáng sống và sự sống không đáng sống, và coi sự tách biệt bằng mọi giá đó là phi đạo đức. Theo ý họ, không ai có quyền cơ bản là được nhận một đứa bé khỏe mạnh, không tàn tật. Các đối thủ ít nghiêm khắc hơn thì không phản đối sự lựa chọn theo tiêu chí y học. Theo họ, tính chất phi đạo đức bắt đầu với mọi lựa chọn ngoài tiêu chí y học như là giới tính, chiều cao hay là đặc điểm thẩm mỹ. Chúng ta hay xem xét quan điểm thứ nhất, có gì tồi tệ khi tách biệt giữa sự sống đáng sống và sự sống không đáng sống. Sự phân biệt ấy gợi chúng ta nhớ lại hành vi man rợ và tàn bạo của bọn quốc xã, khi chúng xếp những người tàn tật và thiểu năng tinh thần vào hạng không đáng sống và giết họ. Điều tồi tệ ở đây là một nhà nước để tự nâng mình lên vị thế phán xử về giá trị sự sống của con người và giết những người vẫn còn ham sống. Về mặt đạo đức, cả hai hành vi đó đều nhất thiết bị lên án. Đó là sự bất công khinh rẻ con người nghiêm trọng nhất. Hai vi phạm đạo đức đó có diễn ra trong trường hợp PIGD hay không? Không đúng như vậy, bởi vì phôi gồm 4 hay 8 tế bào như đã từng đề cập nhiều lần, không phải là cá thể. Và ở đây không phải nhà nước thực hiện hành vi, mà là sự lựa chọn của cặp bố mẹ tương lai. Và người ta lấy lý do gì nếu không phải lý do tôn giáo để không cho cặp bố mẹ quyền một đứa con khỏe mạnh, không tàn tật? Nhất là khi quyền đó có thể được thực thi mà không làm hại hay thậm chí là chết ai. Việc lựa chọn cái phôi khỏe mạnh mâu thuẫn với suy nghĩ truyền thống của chúng ta về sự tình cờ y học trong chuyện mang thai. Nhưng mà xã hội loài người đã làm rất nhiều nhằm giảm thiểu sự tình cờ đó. Chúng ta đã giảm được số trẻ em bị tử vong và cải thiện công tác hộ sinh. Vì sao trong trường hợp PIGD lại cứ bám riết lấy truyền thống? Chẳng phải tiến bộ y học đã mang lại nhiều lợi ích hơn là thiệt hại hay sao? Nhiều hạnh phúc hơn đau khổ cho thế giới này hay sao? Chúng ta hãy chuyển sang quan điểm thứ hai. Điều gì phản đối sự lựa chọn theo tiêu chí ngoài y học? Những người chỉ trích lo sợ nếu như được phép, một ngày nào đó mọi người hay ít ra là những người có điều kiện sẽ sử dụng biện pháp đó thay vì để sự ngẫu nhiên thống trị. Một ngày nào đó sự độc đoán của sở thích bố mẹ sẽ lên nắm quyền. Trong tương lai, tại các nước đang phát triển ngày càng nhiều con trai và ngày càng có ít con gái, có thể thấy ngay hôm nay như là hệ quả của thực tế phá thai tràn lan trong xã hội một con ở Trung Quốc. Tại các nước phương Tây giàu có, ta chỉ thấy trẻ em mang gen khỏe mạnh, cao lớn, thon thả, dáng thể thao, đa số có mái tóc vàng hoe và mắt xanh lơ. Và trong trường hợp cực đoan, khi điều đó không đúng với tất cả mà chỉ đúng với tầng lớp trên giàu có, những người giàu sẽ chọn ra con cái có màu tóc vàng hay là vàng hơn nữa, trong khi những đứa trẻ thuộc tầng lớp dưới vẫn sẽ giữ nguyên vẻ xấu xí. Hoặc có thể giả thuyết ngược hẳn lại, trẻ em tầng lớp dưới sẽ được lựa chọn theo sở thích của đám đông, nhưng chính vì thế mà trở thành kẻ tận cùng đáy xã hội vì sở thích thay đổi. Bởi vì bất cứ thứ gì quá thừa thãi đều sẽ mất giá. Câu này rất hay ha. Bởi vì bất cứ thứ gì quá thừa thãi đều sẽ mất giá. Đó, giống như là tới năm con heo vàng á, chúng ta đẻ con ra, thế là cái người mà những cái đứa trẻ mà đẻ trong năm heo vàng nó rất là đông. Thế là các bạn tưởng tượng tự nhiên cái năm đó những đứa trẻ mà chúng ta đẻ ra nó phải tự cạnh tranh với nhau, nó vào trường cấp 1 khó hơn, nó vào trường cấp 2 khó hơn, vào trường cấp 3 cũng khó hơn, đi kiếm việc làm nó phải cạnh tranh với cái thế hệ mà đẻ cùng với tuổi của nó, đúng không? Đó.
rồi cũng nam, trọng nam khinh nữ cũng vậy. Bây giờ trọng nam khinh nữ đẻ toàn là nam hết, cái tới chừng nam dư giả quá rồi, thế là nữ có quyền ha. Đó các bạn, câu này rất là hay, mình thấy câu này rất là hay. Bởi cái bởi vì bất cứ thứ gì quá thừa thải đều sẽ mất giá, có nghĩa là vật cực tất phản á. Chỉ có những người thông minh mới kịp thời nhận ra vấn đề và không đua theo mốt đó. Bất kể khả năng nào dễ xảy ra hơn, có gì trong đó tồi tệ đến mức phải cấm đoán hoặc là ngăn cản bằng được. Nhiều người cảm thấy khó chấp nhận hình dung trên, nhưng đó đã là lý lẽ đầy đủ hay chưa? Tất cả vẫn mới chỉ là một giả tưởng khoa học, nhưng nếu một khi cái khả năng đã tồn tại và được cho phép thì có nghĩa là người ta cũng được phép sử dụng chúng, và biết đâu cảm giác khó chịu lại thay đổi. Ai mà biết được liệu rồi cả một thế hệ trẻ em được sinh ra bằng cách thức chủ động lựa chọn đó sẽ có ngày không hề khó chịu mà nhìn nhận phương pháp đó như là điều hoàn toàn bình thường và hiển nhiên thì sao? Mới chỉ trước đây 10 năm thôi, giải phẫu thẩm mỹ còn bị coi là một thương vụ đầy tai tiếng. Vậy mà hiện nay, ít ra là trong một số ngành và tầng lớp xã hội nhất định, nó hầu như được coi là hiển nhiên. Rồi đây sẽ có bao nhiêu đứa con cằn nhằn bố mẹ vì họ đã không sớm tối ưu hóa chúng. Bởi vì tiếp theo sự chẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi, không bao lâu nữa có thể sẽ xuất hiện sự chỉnh sửa trước khi cấy phôi và tối ưu hóa trước khi cấy phôi. Trong tương lai gần, có thể thay những gen bị hư hại bằng gen khỏe mạnh. Rất có thể việc đó sẽ đơn giản hơn, hứa hẹn thành công hơn, và nhất là sẽ rẻ hơn so với điều trị một người ốm đau và tàn tật. Sự tối ưu hóa trước khi cấy phôi sẽ bắt đầu với những gen đã được nghiên cứu thấu đáo, và đó là những gen chịu trách nhiệm về một số đặc tính nhất định. Theo kiến thức hiện tại, hiếm khi có sự tương đồng giữa một gen và một đặc tính, nhưng không phải không có. Ví dụ, có một gen duy nhất ấn định màu mắt của chúng ta. Nếu thay đổi gen đó thì có thể đổi màu mắt xanh thành nâu hoặc là ngược lại. Ý tưởng về sự tối ưu hóa trước khi cấy phôi không ngăn được những người giàu trí tưởng tượng mơ màng đến cả việc tối ưu hóa giống người thành những sinh vật hiếu hòa hơn và đạo đức hơn. Cứ như là đạo đức hoàn toàn là thứ thiên bẩm mang tính di truyền mà người ta có thể tìm thấy ở một gen duy nhất vậy. Giải tầng của những khả năng có thể tưởng tượng ra quả là rất rộng. 30 năm sau khi mà đứa bé đầu tiên được thụ tinh trong ống nghiệm mang tên là Louis Joyce Brown ra đời, nền y học tái tạo đã biến thành một thế giới kỳ diệu. Nếu muốn đơn giản hóa, người ta có thể bảo vệ ranh giới giữa sự lựa chọn cũng như là tối ưu hóa y học và ngoài y học. Lựa chọn y học và sửa chữa khiếm khuyết trong gen không hại gì đến ai cả, chỉ là làm lợi cho bố mẹ và đứa con. Ngược lại, trong việc lựa chọn và chỉnh sửa thẩm mỹ, bố mẹ đã chịu một rủi ro không thể tiên lượng cho đứa con, bởi vì ở đây sở thích của bố mẹ quyết định chứ không phải sở thích của chính đứa con. Về chuyện sức khỏe thì ít khi phải tranh cãi, nhưng trong quan niệm xấu đẹp thì vô cùng lắm chuyện. Những gì hiện nay tôi còn cho là đẹp, biết đâu sau 20 năm nữa lại bị coi là xến hay là vô vị. Ngay cả khi sở thích của tôi không đổi thì con tôi chẳng buộc phải chia sẻ sở thích đó. Vậy thì xã hội cần gì phải cho phép và qua đấy khuyến khích sự lựa chọn thẩm mỹ đó? Chẳng phải tốt hơn sao khi mà xã hội bảo vệ bố mẹ trước chính bản thân họ và bảo vệ trẻ con trước sở thích của bố mẹ chúng? Người ta có thể nhìn nhận việc như vậy, nhưng người ta cũng có thể hỏi trong phạm vi nào nhà lập pháp có nghĩa vụ can thiệp, bởi vì nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ con người trước chính bản thân họ từ khi nào vậy? Hoan các bạn, cái việc mà chọn lọc gọi là xét nghiệm gen trước khi mà đưa cái phôi vào người á, là xét nghiệm gen coi đứa trẻ tương lai có bệnh tật gì không á, thì bệnh tật thì mình biết rồi. Còn cái việc mà coi nó có đẹp trai không, hay là coi nó có cao ráo này nọ không, hay là cái đó có luôn hả mọi người? Mọi người có ai rành về cái vấn đề này không, bình luận phía dưới giúp mình coi. Như là cái vấn đề cao ráo thì không nói đi, thì có thể coi là cái gen nào mà quy định cái việc phát cái hormone chiều cao thì mình không nói. Một vấn đề đẹp trai thì rất khó coi ha. Giống như là tại vì cái nét khuôn mặt thì do cái phần cấu tạo của bộ xương, mà như vậy thì không lẽ cấu tạo bộ xương được quy định trong gen đó? Thì bạn nào biết bình luận ở phía dưới giúp mình ha. Màu mắt, màu tóc thì mình có thể hiểu được, là chắc là mình nghĩ là có một cái gen nào đó quy định màu mắt, màu tóc ha. Chứ còn mà cái hình dáng, mà cái bề ngoài xung quanh thì làm sao mà coi được.
Và ngay cả việc bảo vệ những đứa con trước các giá trị mà bố mẹ chúng đặt ra cũng là một vấn đề. Trước đây 5 năm, Margot von Rennies, hồi đó là chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Bảo vệ Quyền và Đạo đức của Y học Hiện đại trong Nghị viện Đức nhận định, người thứ ba và cả bố mẹ tương lai cũng không có quyền quyết định về giá trị cuộc sống của một con người. Thế nhưng điều này cũng như tất cả những câu văn bay bướm khác chẳng mấy liên quan đến thực tế. Bởi vì chính điều đó diễn ra khi phá thai, người mẹ quyết định về quyền sống và cùng với đó là giá trị sống của phôi. Nguyên tắc mà bà Rennies dẫn ra không phải là nguyên tắc, bất kể ở Đức hay là các nước ở châu Âu khác, và cũng khó tin được rằng nguyên tắc này sắp được thực thi và chấp hành ở khắp nơi. Dễ tin hơn là thế giới kỳ diệu đã mang đến nhiều nơi một số điều mầu nhiệm mờ ám hoàn toàn mới. Ví dụ cho đến nay, nền y học tái tạo đã thay đổi hẳn quan hệ thời gian. Vào tháng 7 năm 2005, một phụ nữ 45 tuổi ở California đã sinh con từ cái phôi được bà cho làm đông lạnh trước đó 13 năm. Hai đứa con sinh đôi đã 12 tuổi của bà có thêm một em gái sinh ba, bởi vì cả ba đứa đều xuất xứ từ cùng một lần thụ tinh. Đó mới chỉ là sự khởi đầu đối với bác sĩ tái tạo Steve Cash người Mỹ. Ông đưa ra viễn cảnh là phôi làm lạnh sâu có thể mãi đến 50 năm hoặc là 100 năm sau mới được rã đông, khi mà bố mẹ chúng đã mất từ lâu. Một vấn đề khác là việc ươm bộ phận thay thế. Vào tháng 7 năm 2004, một bé 2 tuổi Joshua Fletcher ở Anh đã gây ra một vụ đình đám. Joshua mắc một căn bệnh máu rất là hiếm, cơ thể cậu bé không sản xuất đủ hồng cầu và sẽ không sống được bao lâu. Ý tưởng cứu mạng cho Joshua là dùng tế bào gốc do một người họ hàng gần hiến tặng. Nhưng do cả bố mẹ và anh trai Joshua đều không đủ độ tương thích về mặt di truyền học, người ta cần tạo ra một người họ hàng thân thích như mong đợi, và tốt nhất là trong ống nghiệm, để có thể lựa chọn ra từ các đứa em tương lai một người giống với Joshua nhất, được cấy vào bụng mẹ. Một đứa em của Joshua sẽ có tế bào gốc giúp Joshua mà bản thân nó không bị tổn hại gì. Giới chức Anh phụ trách lĩnh vực này đã cho phép thực hiện việc này như một trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng. Theo luật hiện hành, ở Đức không thể làm việc đó. Về sau không nghe nói gì đến kết quả thử nghiệm. Chà ghê, các bạn này giống như là tạo ra một cái bịch máu vậy. Nói thì nghe có vẻ ghê ha. Nghĩa là đứa trẻ này bị bệnh, có chắc là mình nghĩ là cái máu nó rất đặc biệt á, người khác không truyền được. Thế là tạo ra một cái đứa em cho cái đứa trẻ này. Đó, để sau này chắc là đứa trẻ này có thiếu máu á, thì lấy cái máu của đứa em truyền qua ha, cho nó đủ máu để nó sống. Một khả năng mới nữa của y học tái tạo là dịch chuyển giới hạn tuổi sinh nở của phụ nữ. Mốt mới nhất từ cuối thập kỷ 90 được gọi là truyền huyết tương của tế bào trứng. Khi một phụ nữ luống tuổi lo lắng cho chất lượng sinh nở của tế bào trứng khi thụ tinh nhân tạo, bà ta có thể làm trẻ hóa tế bào trứng của mình bằng cách bổ sung huyết tương tế bào lạ từ tế bào trứng của một phụ nữ trẻ hơn. Cha đẻ của phương pháp này là bác sĩ tái tạo James Griffith ở New York, người đầu tiên thử truyền huyết tương của tế bào trứng và bằng cách đó tạo ra phôi. Thí nghiệm thành công và những đứa trẻ do Griffith tạo ra hiện nay sống ở Trung Quốc. Bởi vì để tránh thủ tục cấp phép quá phiền hà, Griffith đã nhanh chân tìm đến Trung Quốc là nơi không đặt bất kỳ rào cản nào cho công tác nghiên cứu. Chẳng bao lâu sau, người ta không cần phải nhảy qua Trung Quốc nữa. Năm 2001, một nhóm nghiên cứu dưới quyền của Jacques Cohen ở Viện Y học Tái tạo St. Barnabas tại Lexington thuộc tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ đã thông báo về sự ra đời của 15 đứa trẻ mà trong quá trình phát triển chúng đã được trẻ hóa nhờ truyền huyết tương tế bào trứng. Tuy nhiên, Griffith không nói cho bệnh nhân của ông biết là huyết tương tế bào trứng của người phụ nữ hiến tặng không đơn thuần là nguyên liệu thô trung tính. Nó còn chứa đựng nhiều bộ phận tế bào của người hiến tặng, trong đó có ti thể là nơi chứa chất liệu di truyền. Khi mà các ti thể của người hiến tặng trộn lẫn với chất liệu di truyền của tế bào trứng được xử lý, phôi được tạo ra bởi phương pháp truyền huyết tương. Tế bào trứng có ba bố mẹ cùng một lúc. Người mẹ và người bố cung cấp gen trong nhân tế bào, thêm người mẹ thứ hai là người hiến tặng huyết tương trong mối liên quan với gen ti thể. Đứa trẻ là một tổng thể pha trộn không chỉ từ hai mà từ ba người. Bạn có thấy dịu kỳ không? Vào tháng 11 năm 2005, Douglas Wallace từ trường Đại học Tổng hợp California ở Irvine nhận ra một nguy cơ cực cao trong việc truyền huyết tương của tế bào trứng.
Nhiều chuột nhắt được tạo ra bằng cách trên được phát hiện là chúng không có khả năng sinh sản. Như vậy, hoàn toàn có khả năng là những em bé do Crippler và Cohen tạo ra cũng mắc một tỷ lệ vô sinh cao. Các công trình nghiên cứu cho thấy, rõ ràng các thí nghiệm của giới bác sĩ tái tạo ở Mỹ đã bỏ qua một quy định vốn được đề ra cho mỗi loại kem bôi tay và mỗi loại thuốc ho ở hầu hết các nước công nghiệp, thí nghiệm dài hạn trên thú vật. Đồng thời, nó chỉ ra sự bất lực của nền lập pháp tại đa số các nước trước những ngón phù thủy của y học tái tạo. Nếu không có sự tình cờ may mắn trợ giúp, trong trường hợp kể trên, đó là một dự đoán đen tối. Ai cấp phép cho thí nghiệm phôi và chuẩn đoán di truyền trước khi cấp phép trong điều kiện lỏng lẻo, người ấy sẽ khó kịp thời chặn được hết các ngách luồn lọt và khó cấm nổi các kỹ thuật ngày càng mới dựa trên những gì đã được chuẩn y để đưa ra các phương pháp mà sau này đánh giá kết quả mới biết là đáng bị cấm. Bởi vì khi một phương pháp có vẻ ổn thỏa cho thấy kết quả bất ổn thì vấn đề pháp lý sẽ cực kỳ trầm trọng. Cho đến nay, quy mô của những xáo trộn đạo lý cũng như là các vụ tranh tụng dường như chưa được tiên đoán. Liệu rồi một ngày nào đó, những đứa trẻ do Crippler và Cohen tạo ra có phát đơn truy tố những người giúp chúng ta ra đời bằng kỹ thuật y khoa vì họ đã nhẹ dạ làm chúng vô sinh hay không? Liệu rồi chúng thậm chí có đưa ra yêu sách thừa kế và nuôi dưỡng đối với người mẹ thứ hai cùng quan hệ di truyền, trong khi những người đó ngày xưa chẳng có chủ ý gì trong sáng hơn là cung cấp cho một ít huyết tương nhằm trẻ hóa tế bào trứng lạ hay không? Hoặc là, chưa hết, liệu những người mẹ thứ hai có đòi được quyền thăm hỏi và nuôi dưỡng những đứa con mà bà không hề dự cảm là có chúng trên đời này hay không? Như đã nói ở trên, nhà nước không có nhiệm vụ bảo vệ các cha mẹ tương lai trước sở thích riêng, ý tưởng và hình dung của họ. Vì một nền lập pháp kiểu ấy sẽ ắt sẽ dẫn đến một chế độ toàn trị. Nhưng mà mặt khác, bổn phận của nhà nước là bảo vệ xã hội trước những thiệt hại có thể lường trước. Các khả năng mới của nền y học tái tạo đang gây tranh cãi căng thẳng về đạo đức và pháp lý. Nếu hôm nay và trong tương lai, ta có thể lựa chọn những gì trước đây do sự ngẫu nhiên ấn định, thì sẽ sinh ra một chuỗi hệ lụy mà không ai lường được quy mô, bởi vì một xã hội có cấu trúc như thế sẽ đánh mất đi đặc tính vẫn hiển nhiên tồn tại cho đến nay, chấp nhận hoàn cảnh sống đã được an bài. Như giải phẫu thẩm mỹ nuôi dưỡng giấc mơ của mỗi người về khuôn mặt và thân hình đẹp, y học tái tạo hứa sẽ ngăn ngừa hoặc là triệt tiêu mọi khiếm khuyết ngay từ đầu. Sức khỏe và nhan sắc qua đó sẽ trở thành đòi hỏi kép. Bố mẹ đòi hỏi con cái và ngược lại, con cái đòi hỏi bố mẹ. Một xã hội như thế sẽ không chỉ đánh mất đi sự cảm thông và khoan dung đối với những khiếm khuyết và lệch lạc mang tính thiểu số, mà còn đưa bố mẹ và con cái đến một tình huống đáng suy nghĩ. Liệu bọn trẻ có bằng lòng với những chỉnh sửa mà bố mẹ chúng đã thực hiện? Và ngược lại, liệu chúng có chấp nhận nếu bố mẹ chúng không chỉnh sửa và có thể do đó đẩy chúng ra rìa của xã hội hay không? Mỗi khả năng mới đòi hỏi ở nền lập pháp một chút cái gì đó dường như là bất khả thi. Cân nhắc giữa cái lợi tiềm tàng với thiệt hại có thể phát sinh. Nếu như bé Joshua Fletcher nhận được một đứa em nhỏ có khả năng cứu sống anh trai mà chẳng phải tổn hại gì, thì điều đó có tốt và đúng không? Kể cả khi một ngày nào đó nó được biết là đã được sinh ra vì mục đích gì. Chính chúng ta cũng không chỉ được sinh ra bởi một tình yêu bất vụ lợi. Và ai sẽ nói cho em của Joshua biết là nó chỉ được sinh ra vì mục đích cứu anh nó, chứ không chỉ do bố mẹ nó muốn có thêm một đứa nữa? Xét về mặt đạo đức, không sử dụng một khả năng nào đó cũng có thể là một sai lầm. Mặt khác, thuyết ưu sinh trong tiêu dùng hay là sự lựa chọn dựa trên các đặc điểm của cơ thể đang tạo cơ sở cho một tiến trình trong xã hội mà nhất định không ai muốn có. Một sự bất ổn toàn diện sâu sắc, kể cả khi vận dụng các nguyên tắc đạo đức sắt đá, ta vẫn không thể chối bỏ một cách thuyết phục thuyết ưu sinh trong tiêu dùng đối với từng trường hợp riêng lẻ. Và như vậy, chắc chắn là sự e ngại vẫn nổi trội hơn khi lấy cơ sở là hạnh phúc cộng đồng. Bởi vì thật ra thì chúng ta đang muốn thiết lập một hình ảnh như thế nào đây về những đứa con của chúng ta? Có phải chúng ta muốn mở rộng quyền giáo dưỡng một sinh vật tự trị thành quyền sở hữu một đối tượng do chúng ta tự trang trí lấy hay không? Quả là một cách hiểu lạ đời về cuộc sống. Cũng không hẳn là một sự mất mai nếu người ta hiểu rằng không phải mọi thứ trong cuộc sống đều có thể chỉnh sửa. Trong khi khả năng chỉnh sửa của công nghệ gen và nền y học tái tạo hiện tại có thể trong tương lai chỉ là khả năng của người lùn, nếu đem so sánh với những khả năng của người khổng lồ đang ngủ là môn nghiên cứu não.
Hết chương vừa rồi các bạn. Hết chương vừa rồi ha. Hai chương này, đầu tiên là chúng ta được đọc vào một chương là có được phép nhân bản vô tính hay không. Một chương sau là việc lựa chọn ha, lựa chọn di truyền, lựa chọn gen. Và chúng ta sẽ đến với chương cuối của ngày hôm nay, cũng là chương cuối của phần 2 của quyển sách này. Ngành nghiên cứu não bộ được phép làm gì? Khang Lê chia sẻ môi trường phát triển khác nhau, có thể kết quả là không đồng nhất. À, chắc là cái phần hồi nãy mà mình nói là nhân bản vô tính mà môi trường sống khác nhau á. Hai, chào Quốc Nam nha. Vĩnh Trường chia sẻ khu vực phía Bắc của Việt Nam á, mất cân bằng giới tính khá nặng. Hoàng Long kêu tầng lớp trên trở thành Homo Deus. Ok, Quốc Nam ơi. Nếu như chia sẻ loài người tiến hóa nhờ chọn lọc tự nhiên, giờ lại có chọn lọc nhân tạo ấy nữa. Nếu có thể tạo ra một con người khỏe nhất, đẹp nhất thì câu hỏi mới sẽ là trái đất này cần bao nhiêu con người là đủ xài thay vì đẻ ra gần 8 tỷ người như hiện nay. Cũng hợp lý ha. Cái việc mà chọn lọc tự nhiên á, chọn lọc giới tính hay là chọn lọc cái phôi tốt nhất á, mà tạo ra cái câu hỏi là thế giới cần bao nhiêu người đủ xài á, thì mình nghĩ là nó không có bằng cái câu hỏi là các bạn có biết cái vụ mà ngày nay á, chúng ta gọi là có thể nuôi cấy đứa trẻ, tạo ra một cái môi trường giống như là cái bụng mẹ á, xong rồi nuôi cấy cái đứa trẻ nhân tạo ở trong đó luôn, gọi là cái phôi thai phát triển trong môi trường nhân tạo và lớn lên giống như là chúng ta tạo ra cái quả trứng gà rồi chúng ta nhét cái phôi người vô đó, rồi nó sẽ lớn lên, thì người mẹ sẽ không có trải qua cái quá trình mang thai đau đớn nữa, mà vẫn hoàn toàn có thể truyền cái gen di truyền của mình cho cái đứa con của mình ha. Thì như vậy thì mình nghĩ nếu mà có cái phương pháp đó, chúng ta không có bị gọi là đau đớn khi mà sinh con nữa, thì ngày càng nhiều những cái lựa chọn là có nên sinh con hay không, và chúng ta gọi là tại vì lúc đó thì cái việc mà có con hay không nó không còn đơn thuần chỉ là việc muốn có con nữa, mà mình nghĩ nó chỉ đơn thuần giống như là chúng ta bấm máy và tạo ra một người mới á, có nghĩa là chúng ta lựa chọn là dân số như đây nè đó, chúng ta có nên có hay không, tại vì nó không còn tình cảm đối với việc là có con hay là không nữa đó, chúng ta chỉ tất cả nhờ máy móc cả, và chúng ta chỉ lấy cái gen di truyền mình chúng ta bơm vào đó thôi. Thì mình nghĩ như vậy thì nó sẽ đặt ra câu hỏi là con người chúng ta sẽ có tiết chế cái khả năng sinh sản là không, gọi là kiểm soát nó trong một cái giới hạn nào đó để con người sinh ra và mất đi nó cân bằng, nó không có bị gọi là phát triển quá nữa. Còn mà như thế yêu câu hỏi là cái đó cần bao nhiêu con người là đủ á, thay vì đẻ ra gần 8 tỷ người như hiện nay á, thì mình nghĩ câu hỏi đó là trái đất đâu cần con người đâu. Đúng không? Còn nếu mà cần á thì là bao nhiêu cũng được hết á, thật ra thì bao nhiêu cũng được, mà đông quá thì khó khăn cho con người thôi. Thực sự mình nghĩ là ngày nay thì đông quá rồi, nếu khoảng một nửa. Tại vì con người bắt đầu từ một nhóm rất nhỏ và vẫn phát triển rất bình thường ha. Còn ngày nay thì cũng phát triển thôi. Nên câu hỏi thế giới cần bao nhiêu con người là đủ thì hơi khó trả lời, không biết là đủ cho cái gì và đủ vì mục đích gì. Hai, chào Tân nha. Tân chia sẻ hôm trước em có nghe việc lấy tế bào gốc để nhân bản ra con người giống y đúc từ nguyên bản mẫu luôn. Đó thì việc nhân bản vô tính á, là như vậy đó Tân ơi. Nhân bản vô tính tái tạo ha, là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ có một cái hồi nãy là có phôi trưởng thành và phôi non các bạn. Cái đó là vấn đề mà mình nghĩ là rất đáng để đặt ra cho những người sau này á,
gọi là khi mà công nghệ, khi mà sinh học phát triển á, thì họ có vừa mới đẻ ra là cái phôi còn rất là tốt, thì không biết là có lấy cái chất liệu di truyền đó rồi đưa vào trong ống nghiệm rồi cất bảo quản không, rồi tới chừng chúng ta bệnh thì lấy cái phôi đó ra, phôi đó phôi non, phôi tốt hơn là phôi trưởng thành, lấy ra để gọi là dùng cái đó để trị bệnh cho mình, để kéo dài tuổi thọ hay không. Mình nghĩ là chắc là cái đó cũng đang có rồi mà chúng ta chưa được tiếp cận một cách phổ biến nên chúng ta không biết thôi, chứ mình nghĩ là hoàn toàn là không có lý do nào mà không có việc đó ha. Có một vấn đề mà mình suy nghĩ hoài mà không biết có bạn nào biết về cái vấn đề này không, là tại sao con người phải già đi đó, tại sao chúng ta không có phát triển hoài, giống như là từ 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 nít tới người lớn á, chúng ta cứ khỏe lên khỏe lên khỏe lên, tại sao chúng ta không tiếp tục khỏe lên nữa, và tại sao chúng ta là phải chết đi đó. Có một cái gen nào quy định cái việc đó không, và nếu như cái việc mà chúng ta tế bào chúng ta già đi và chúng ta chết dần đó được quy định trong một gen, thì như vậy nếu mà cắt bỏ cái gen đó thì sao đó. Không biết là có bạn nào biết cái vấn đề này không, tại sao, chứ thật ra là mọi cái tế bào trong con người chúng ta cũng nên liên tục sản sinh và liên tục mất đi. Mình nhớ là sau 7 năm á thì cơ thể chúng ta gọi là hoàn toàn mới luôn, không còn có một cái tế bào nào mà tồn tại sau 7 năm tồn tại trong cơ thể nữa, là cứ 7 năm là cơ thể chúng ta thay đổi tất cả các tế bào. Như vậy thì tại sao những tế bào sinh ra đó khi mà chúng ta lớn tuổi thì ngày càng chết đi mà nó không giữ được, giống như là từ con nít mà lên trưởng thành á, nó không có ngày càng tốt hơn, nó không có ngày càng khỏe mạnh hơn, mà sao lại ngày phải càng chết đi, cái gì quy định cái đó, chúng ta có thể đảo ngược cái vấn đề đó không? Không biết là trong giới y học bạn nào có biết không ha, có ai tìm hiểu về cái đó chưa? Mình nghĩ nếu mà chỉ cần tắt cái phần gen mà làm chúng ta lão hóa đi là chúng ta thực sự trở nên bất tử luôn, đúng không? Tiếp tục, ngành nghiên cứu não bộ được phép làm gì? Con khỉ biết nhìn, đôi mắt của nó cứ dõi theo tôi qua căn phòng, và nếu người ta thọc ngón tay vào mồm nó thì sẽ bị nó cắn đứt. Robert White rất thích kể về những thí nghiệm với khỉ của mình trước đây 30 năm. Những thí nghiệm đó đã làm cho nhà nghiên cứu não hiện nay 82 tuổi ở Cleveland thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ đột ngột nổi tiếng. Điểm thắt nút trong truyện Con khỉ nhỏ ưa cắn đó là đầu của nó tuy ngự trên một cơ thể nhưng không phải cơ thể của nó. White không nhớ rõ được số linh trưởng mà ông đã cắt đầu trong phòng thí nghiệm riêng của trường đại học tổng hợp Case Western ở Cleveland, chắc khoảng vài trăm. Mọi chuyện bắt đầu từ những năm 1970, ông bắt đầu dự án của mình trong tòa nhà bên cánh trường y, nằm giống như là chiếc bánh kem khổng lồ với mái hiên ngự trên hàng cột theo phong cách cổ điển. Ông cẩn trọng phát lộ bộ óc của một con khỉ vàng rồi nối nó với một hệ tuần hoàn của một con khỉ khác còn sống. Khi mà thí nghiệm thành công, nhà phẫu thuật thần kinh chuyển sang việc ghép đầu khỉ. Ông cắt rời da, cơ và gân, rồi đến khí quản và thực quản, xương sống và hành tủy. Chỉ còn có 6 mạch máu cung cấp máu cho não. Chỉ trong vòng ít phút, White nhanh chóng nối hệ thống tuần hoàn của đầu khỉ với một cơ thể khỉ đã được chuẩn bị riêng từ trước. Những cái đầu khỉ ghép tiếp tục sống thêm được nhiều ngày nữa. Sau đó mặt khỉ bắt đầu phù lên, lưỡi sưng to biến dạng, rồi cặp mi sưng phồng nhắm lại vĩnh viễn. Hệ miễn dịch của đầu khỉ đã phản ứng với cơ thể lạ và chịu đầu hàng. Nhưng một nhận thức khác đã làm nhà thực nghiệm dũng cảm vô cùng phấn khích. Theo những biểu hiện bên ngoài, bộ não đã không bị đào thải. Vị giáo sư Mỹ trẻ tuổi nhất trong môn giải phẫu thần kinh, ngày ấy phấn khởi xin đứng bề trên ủng hộ các thí nghiệm đầy tai tiếng của mình. Ông bố của 10 đứa con và tín đồ cơ đốc giáo thực hành đã nói chuyện cặn kẽ với giáo hoàng John Paul đệ nhị với tư cách thành viên nhóm nghiên cứu chuyên biệt nhất, tức là Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo xứ Vatican. Ông nằm trong hàng ngũ tinh hoa của thế giới. Tuy nhiên, vẫn có thể tân giáo hoàng còn nhiều nghi ngại. Trong những năm mới đây, ngài Frankenstein từ Ohio nhắc quá nhiều đến giấc mơ kỳ vĩ của mình, ghép đầu hoặc là não người. Ghép đầu hoặc là não người. Nhà giải phẫu luôn lấy giáo lý cơ đốc về linh hồn để đẩy lùi những cắn rứt đạo đức khi tiến hành các cuộc thử nghiệm với linh trưởng. White cho rằng một con khỉ chẳng có gì chung với con người cả, ít nhất là xét về bộ não và tâm hồn của nó.
Tuy thế, khi người đàn ông nặng một tạ có cái đầu tròn xoe tuyên bố muốn giúp các ứng viên tương thích trong như là diễn viên liệt nửa người Christopher Reeve hiện nay đã mất và nhà vật lý bị bệnh sơ cứng bán thân là Stephen Hawking tìm một cơ thể mới, thì ông đã đụng chạm vào cái thiêng liêng nhất. Có cái gì khác nhau khi tôi ghép gan, đổi một cánh tay hay cấy một cái đầu? Why hỏi tôi trước đây 5 năm, không ai lại có ý định đi tìm linh hồn trong lá gan hoặc là trong cánh tay. Linh hồn chỉ nằm duy nhất ở trong cái đầu. Có thể đoán rằng giáo hoàng không nghĩ như vậy. Ngài cũng chẳng việc gì phải cấp tài chính cho dự án. Why kể rằng hồi đó, ông chỉ thiếu chừng 4-5 triệu đô la để có thể đến Kiev, Ukraine, tiến hành lần ghép đầu người đầu tiên. Cái vụ mà ghép đầu người hôm bữa cũng nghe nói bên Trung Quốc có ghép đầu người, cuối cùng là có không mọi người? Trung Quốc hay Việt Nam ta? Hôm bữa là mình nhớ là sùm cái vụ ghép đầu người đó, rồi xong rồi mất tiêu luôn, không có nghe nói gì nữa. Không biết là có ghép không ha. Tất nhiên, cuộc giải phẫu vĩ đại nhất trong lịch sử loài người sẽ không tránh khỏi vài khiếm khuyết nho nhỏ. Bệnh nhân sẽ không thể cử động cả hai cánh tay lẫn đôi chân, không thể nói, nuốt và tiêu hóa được. Bù lại thì ở tình trạng ấy, anh ta không thể mở mồm kêu ca gì, oai cười. Có lẽ phải mất 20 năm nữa cho đến khi việc kết nối với hành tủy sẽ giải quyết mọi thiếu sót cùng một lúc. Hồi đó tôi đã hỏi về giáo sư Y có sẵn sàng hiến tặng cơ thể mình cho việc đó hay không. Ông lại cười, tất nhiên, nhưng tôi ưa hiến cái đầu hơn, nó giá trị hơn. Robert Y từng nhiều lần sang Ukraine, nhưng cuộc giải phẫu vĩ đại nhất trong lịch sử loài người cho đến nay vẫn chưa diễn ra. Giờ đây các triết gia, bác sĩ và luật gia không phải trả lời câu hỏi về bản chất thì cái gì được chuyển chỗ trong các cuộc giải phẫu của Y. Cái đầu hay là cơ thể? Kể cả câu hỏi về việc gia đình của người đã hiến tặng cơ thể sẽ gặp ai khi họ đến thăm người nhận tạng. Nhưng mà không ai nên yên lòng thái quá khi thấy mọi kế hoạch của Quay đều đổ bể. Những thí nghiệm của ông chỉ là phần chóp của núi băng, bởi vì công cuộc nghiên cứu não không chỉ là thách thức khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 21, nó đồng thời cũng là thách thức đối với nền đạo đức của chúng ta. Những thành tựu của ngành sinh học thuần thần kinh làm thay đổi hình ảnh con người truyền thống của chúng ta, đồng thời sản sinh ra những khả năng cũng như là nguy cơ hoàn toàn mới. Nhiều khả năng trong số đó rõ ràng được coi như một ân huệ. Có một ngành nghiên cứu tương đối mới tên là thần kinh giả, một sự pha trộn giữa môn nghiên cứu não và công nghệ chế tạo máy. Những thành tựu của nó từ trước đến nay cho phép chúng ta mơ tưởng đến nhiều khả năng huyền diệu. Thần kinh giả kích thích các nội tạng như là tim, bàng quang, tai và tạo nên những hiệu ứng cơ bản. Một ví dụ đặc biệt nổi bật là việc gắn ốc tai cho những người khiếm thính nặng đến mức hầu như là điếc. Ốc tai là thuật ngữ để chỉ cơ quan thính giác hình con ốc trong tai người. Và quá trình diễn ra như sau: một bộ vi xử lý âm thanh đeo sau tai người khiếm thính nặng sẽ biến mọi âm thanh xung quanh thành tín hiệu điện. Sau đó nó truyền các tín hiệu qua một ống cuộn dây điện đến với não bộ phận cấy ghép dưới da. Từ đó, các xung điện được truyền tiếp qua các cực điện trong ốc tai đến dây thần kinh thính giác và cuối cùng sẽ được xử lý trong não. Cái mẹo trong quá trình kích thích thần kinh trên là dùng bộ vi xử lý sau tai để biến đổi âm thanh sao cho mà các tế bào thần kinh chuyên trách hiểu được chúng, mặc dù đúng ra là chúng không hề nghe. Kích thích tế bào thần kinh là một phương pháp cho phép ta sử dụng được quá trình giao chuyển tín hiệu điện trong não để làm sao tín hiệu đi vòng qua chức năng giác quan của cơ thể bị tổn hại. Cái này hôm bữa là mình có coi một cái clip ở trên Nygac á, họ có share một cái clip này rất là cảm động ha. Một cái đứa bé gọi là không bị mất cái thính giác từ nhỏ, bị điếc á. Đó, họ gắn cái gì trong đó và họ đeo một cái thiết bị lên đầu ha, và nói cái đứa bé nó sẽ nhận thức được. Và khi mà mình đọc những cái bình luận phía dưới á thì họ nói là thật ra cái tai nó không có nghe. Nó không có nghe được như là chúng ta nghe, nó không có nghe được những cái rung động của âm thanh mà nhận ra cái ngôn ngữ như chúng ta đâu. Mà là cái lời nói chúng ta truyền vào thiết bị đó, xong thiết bị đó sẽ truyền cái đó thành cái tín hiệu điện và truyền thẳng vào não luôn. Đó, nhưng mà não vẫn sẽ phân biệt được những cái tín hiệu đấy ha. Có nghĩa là nó không như là chúng ta nghe cái âm thanh, mà não nó cũng sẽ nhận được cái tín hiệu đó qua tín hiệu điện. Thì nó vẫn phân biệt được ha. Nó chỉ là giống như là cái bộ mã, giải mã của nó khác thôi.
Võng mạc giả cũng theo đuổi mục đích tương tự nhằm trả lại khả năng thị giác cho những bệnh nhân khiếm thị gần mù. Ít ra là trong thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã có thể phân biệt sáng tối. Một số chi tiết thú vị đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Giới nghiên cứu đang đặc biệt cố gắng trong các thử nghiệm nhằm tạo ra khả năng vận động cho những bệnh nhân bị liệt nửa người. Ở đây, sự kích thích nhân tạo vào những đường truyền tín hiệu điện của cơ thể cũng là ý tưởng đột phá. Vào đầu những năm 1990, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc dùng phương pháp cảm ứng để đo chính xác trạng thái vận động của bệnh nhân. Họ hiểu được ngôn ngữ của các tế bào thần kinh chuyên trách vận động. Vấn đề chỉ là liệu có thể chế ngự và điều tiết vận động hay không. Trước đây 5 năm, một nhóm nghiên cứu ở Munich đã có bước đột phá. Qua cử động tay trên thiết bị trợ giúp đi lại, lần đầu tiên một người bị liệt nửa người đã truyền lệnh đến computer, đến máy tính á, trong chiếc ba lô đang mang trên lưng là đứng dậy, đi hoặc là lên cầu thang. Sau đó, computer, này không biết sao không có dịch cái chữ computer ha. Chắc computer là tên của cái thiết bị á. Sau đó, computer truyền xung điện đến các cực điện gắn ở hai chân bệnh nhân. Quả thật các xung điện kích thích cơ phản ứng theo, trong khi các bộ phận cảm ứng khác đồng thời đo quá trình đó và báo kết quả đến computer. Còn computer thì điều tiết các lệnh của nó cho thích ứng với các yêu cầu của động tác bước đi. Một phương pháp khác là đặt miếng ghép giúp điều khiển cử động, tương tự như việc đặt ốc tai nhân tạo vào dưới da bệnh nhân. Phương pháp này cũng đang được nghiên cứu với kết quả khả quan, ngay cả khi hiện giờ các bệnh nhân liệt nửa người mới chỉ đi được vài bước, nhưng trong tương lai có quyền mong đợi nhiều hơn thế. Ghê vậy các bạn, nghĩa là bị liệt. Nhưng mà bây giờ gắn cái thiết bị vào thì chúng ta nghĩ là đi thì nó sẽ truyền tín hiệu điện. Thay vì não chúng ta truyền tín hiệu điện tới tay chân ha, thì bây giờ cái thiết bị đó sẽ truyền tín hiệu điện tới tay chân và khiến chúng ta đi được. Giống như là bộ phim Doctor Strange vậy đó, nhưng mà không phải học pháp thuật ha. Thay vì phải học pháp thuật rồi dùng pháp thuật để điều khiển cơ thể tay chân chúng ta đi, giống như là một cái anh học cái anh mà đi học cái pháp thuật á, để điều trị bị bệnh liệt á, thì bây giờ xài máy móc để làm điều trị bệnh đó ha. Những bộ phim tài liệu gây ngạc nhiên và ấn tượng cho thấy những bệnh nhân Parkinson và động kinh đã hết hẳn đau đớn trong nháy mắt nhờ kích thích não. Cả hai bệnh đó liên quan mật thiết tới một trung khu nhất định trong não. Xung điện hướng chính xác vào một máy tạo nhịp não đã tác động lên vùng não vốn bị kích động thái quá và kiềm chế ngay lập tức các triệu chứng. Những bệnh nhân Parkinson thường run tay không giữ nổi cái chén, nay được giải phóng ngay lập tức khỏi mọi đau đớn, có thể ngồi yên trên ghế và tận hưởng chén cà phê. Những bệnh nhân động kinh ngừng ngay lập tức cơn động kinh, và những gì đã làm được trong kỹ thuật thần kinh giả để người bệnh nghe và đi được, nay cũng có thể áp dụng cho các rối loạn tâm thần. Một người trầm cảm sẽ vui mừng nhận được một điện cực trong đầu khả dĩ, kích hoạt những chất tín hiệu tích cực mà thông thường vẫn ngủ yên. Những thành tựu đó thật tuyệt vời và triển vọng không xa là các liệu pháp điều trị cứ như bằng phép màu. Người điếc lại nghe được, người mù lại nhìn được và người liệt lại đi được. Thế thì còn vướng điểm nào? Thần kinh giả và sự kích thích não bộ thì liên quan gì đến việc ghép đầu theo kiểu Frankenstein? Câu trả lời thật đơn giản. Người ta có thể dùng mọi can thiệp vào hệ thống thần kinh của chúng ta vào những mục đích mờ ám, thậm chí cố ý lạm dụng chúng. Dù thế nào đi chăng nữa, người ta sẽ hoàn toàn có khả năng tác động đến não bộ mạnh hơn nhiều hơn những gì cho đến nay được phẩm hóa sinh có thể làm được. Và điều đó sẽ đánh thức nhiều tham vọng. Những thủ phạm hiểm độc nhất muốn lạm dụng thành tựu này sẽ là quân đội và mật vụ. Sẽ chẳng khó khăn gì để sử dụng phương pháp kích thích não để lấy cung một tù binh, không chỉ để tra tấn mà còn can thiệp sâu nhờ gây tác động lên những trung khu nhất định ở trong não. Và cái máy kiểm tra nói dối quen thuộc sẽ chẳng là gì so với cái máy quét não. Trước đây 7 năm, bác sĩ tâm thần Daniel Langleben tại trường đại học tổng hợp Pennsylvania ở Philadelphia đã nghĩ đến khả năng này. Do máy chụp cắt lớp thể hiện được các quá trình hoạt động của não, vậy nên chỉ cần tìm ra vùng diễn ra nói dối. Theo Langleben thì đó là một vùng ở trong vỏ não dự thảo các vận động. Vùng ấy được kích hoạt khi có sự cân nhắc giữa các xung đột. Langleben khẳng định khá đơn giản, vì nói dối mệt hơn nói thật nhiều, nên khi nói dối nhất thiết não phải hoạt động mạnh hơn, nói dối mệt lắm. Người ta có thể tranh cãi liệu điều đó có luôn đúng hay không.
Một người nói dối quen miệng có thể sẽ sử dụng ít năng lượng hơn cho câu nói dối thông thường so với nỗ lực nói thật. Mặc dù vậy, hiện đang có hai công ty quảng cáo máy quét não để kiểm tra nói dối theo phương pháp Langlaban. Thực tiễn luật pháp ở Hoa Kỳ đang có nhu cầu cao về mặt này. Hiện nay, việc giám định chuyên môn với sự trợ giúp của phương pháp chụp cắt lớp não đóng một vai trò quan trọng trong phòng xử án. Các chuyên gia tâm lý thần kinh dùng máy này để xác định năng lực chịu trách nhiệm của phạm nhân trọng tội. Thông thường, những tội dã man và tội giết người hàng loạt đều có nguyên nhân ở những tổn thương và hư hại trong thùy giữa não phạm nhân. Không khác gì trường hợp Phoenix Gage nổi tiếng. Tuy vậy, ảnh chụp chớp nhoáng trạng thái tâm thần của những tên sát nhân và hiếp dâm không chỉ đơn giản hóa câu trả lời liệu rằng chúng có hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhiệm hay không. Nó còn đặt vấn đề với cơ quan tư pháp là sử dụng kết quả đó như thế nào. Chương này hơi dài á, mình check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Nãy giờ thấy quá trời comment luôn. Tân chia sẻ về tình cảm con người, không biết còn không nhỉ, cụ thể là tình mẫu tử. Tại em nghĩ một con người được sinh ra mà không bị vướng bận việc phải đảm bảo cho cá thể đủ sống đến khi trưởng thành. Đó, mình nghĩ cái việc mình mà có thể gọi là tạo ra cái buồng trứng mà nhân tạo rồi nuôi một cái con người trong cái buồng đó rồi ra thành một cái con người hoàn chỉnh á, thì việc đó gọi là sẽ mất đi cái tình mẫu tử ha. Và thậm chí mất luôn cả tình phụ tử. Tại vì sao? Tại vì bây giờ tạo ra một đứa trẻ quá đơn giản mà có thể tạo ra đúng ý thích của mình theo việc lựa chọn gen. Thì như vậy thì nó giống như là đi mua đồ ấy các bạn, thì đâu còn tình cảm gì nữa đâu, đúng không? Chúng ta phải có vượt qua khó khăn, chúng ta phải có gian nan thì chúng ta mới từ từ phát sinh tình cảm chứ. Nó phải khó thì nó mới là đáng quý, còn nó dễ quá thì nhiều khi là nó lại không có cái tình cảm trong đó ha. Bạn Anh Tài đặt ra một câu hỏi rất hay. Nghĩ thế nào về chuyện con người chống lại tự nhiên bằng việc dùng trí thông minh để chữa bệnh, các gen xấu được di truyền lại? Mình nghĩ đó là tiến hóa thôi. đúng không? Bởi thế mà con người rất là bất tự nhiên. Đó, con người rất là bất tự nhiên, không có con nào như con người hết. Chúng ta là đối với một cái hành tinh á, thì chúng ta là đúng nghĩa là một cái loài virus mới được phát triển á, là không có, chúng ta không có gọi là, người ta gọi là gì, cái con mà chống lại mà thiên gì đó. Chúng ta không có cái đối thủ nào chống lại hết, chúng ta là bất khả chiến bại ha. Chúng ta phát triển không có điểm dừng luôn. Nên con người rất là mất tự nhiên ha, con người chúng ta không có tự nhiên. Và mình nghĩ đó là việc tiến hóa thôi, có nghĩa là do ý muốn chúng ta là như vậy. Vĩnh Trưởng chia sẻ có hai giả thuyết chính. Một là sinh vật được tạo ra như thế, phải già đi. Hai là quá trình hoàn toàn tự nhiên, ADN của sinh vật chưa hoàn chỉnh để tồn tại, chưa định hình được cấu tạo sau trưởng thành nên chúng phát triển tự nhiên già đi. À, ok Vĩnh Trường ơi, ok, cái việc mà tại sao chúng ta lại phải già đi á, thì có hai giả thuyết chính ha. Một là gen chúng ta như vậy rồi, quy định như vậy rồi, sinh ra phải già đi. Thứ hai là do chúng ta tiến hóa chưa hoàn chỉnh. Anh Tài chia sẻ mình nghĩ già đi và chết là một hình thức để tiến hóa. Cũng có thể. Hoàng Long chia sẻ những năm gần đây có một xu hướng nghiên cứu cho rằng già là một loại bệnh và có thể chữa trị được. Hy vọng là như vậy ha. Con người chúng ta lúc nào cũng muốn bất tử cả. Mình nghĩ không hẳn chết đi là một cách để tiến hóa, mà chúng ta sống thì chúng ta vẫn phát triển, chúng ta vẫn học hỏi, chúng ta vẫn tiến hóa thôi. Hoàng Long chia sẻ ghép đầu người ở Trung Quốc do giáo sư người Ý định thực hiện cho một người Nga.
chưa thực hiện vì nhiều lý do. À, như vậy là cái vụ ghép đầu là chưa có thực hiện ha. Tân chia sẻ Trung Quốc năm 2018 có ghép đầu người nhưng sống không được lâu thì ngậm củ tỏi. Người bị thí nghiệm là một người Duy Ngô Nhĩ nên Trung Quốc quyết định không bàn cãi đến việc đó. À, ok Tân ơi. Tân chia sẻ đến lúc chúng ta có thể ép xung các bộ não để nó hoạt động tốt nhất, con người có thể chạy 72 km/h với mức năng lượng cao hơn. Thậm chí có vài ông đánh lừa tốc độ 20 từ một giây để flash loan nhanh hơn Eminem và Sovas. Ok Tân ơi. Tân hỏi là não chúng ta luôn lưu lại ký ức mà nhỉ? Mình có thể dùng nó để dò lại dữ liệu của những tên tội phạm đang cố gắng chối bỏ tội trạng. Não lưu lại ký ức thì có, nhưng mà dò lại công nghệ mà để dò lại suy nghĩ trong não thì chưa có. À, thiên địch, đúng rồi, từ thiên địch. Con người chúng ta không có cái thiên địch ha. Chúng ta là một cái gì đó rất bất tự nhiên. Thế Nhung chia sẻ nè, tại sao con người phải chết? Một giả thuyết là với thiết kế của loài người thì khả năng xài được tối đa khoảng 120 năm. Thứ hai là trong cơ thể một con người có cả tỷ tỷ tế bào của mình và có hơn cả từng ấy tỷ tỷ vi sinh vật sống ký sinh nữa. Do đó mình không có ưu thế để tự quyết định mạng sống của mình đâu. Đó là lý do mà Thế Nhung nghĩ tại sao con người phải chết. Ok, thôi tiếp tục. Mình nghĩ cái việc là con người á bất tử thì rất là khó, nhưng mà sau này khi mà con người mà hòa với máy móc được rồi, có AI á, thì cái việc AI, cái loài AI á nó phát triển á là bất tử là hoàn toàn có thể luôn ha. Tại vì nếu mà máy móc thì đơn giản rồi, chỉ cần thay cái bộ phận khác thôi. Đó, hoặc thậm chí là chúng ta có thể gọi là lấy não mình để vô cái não AI để tiếp tục sống luôn, hoặc là thay đổi những cái cơ thể, cái bộ phận trong cơ thể của mình bằng bằng máy hết ha. Thôi tiếp tục. Hoàn toàn không thể loại trừ khả năng trong tương lai gần sẽ giải phẫu điều trị được một số tổn thương trong não từng dẫn đến những rối loạn hành vi nghiêm trọng. Liệu có tốt hơn cho thủ phạm và cả xã hội khi mà thủ phạm tổn thương não được giải phẫu, thậm chí có thể cưỡng chế thay vì bị tống tù chung thân hay là thậm chí xử tử? Nhưng trong trường hợp ấy thì ai là người quyết định tối hậu? Chuyên gia tâm lý thần kinh, quan tòa, thủ phạm hay là gia quyến của hắn? Và ai sẽ ngăn cản sự lạm dụng theo phương châm là trong những trường hợp không rõ ràng, thọc dao mổ ốc tội phạm tất nhiên sẽ tốt hơn và rẻ hơn là chi phí giam giữ hắn suốt đời. Thủ phạm tiềm năng kế tiếp là mafia ma túy. Càng hiểu biết hơn về bộ não thì càng can thiệp vào nó hiệu quả hơn. Những chất có tác dụng kích thích tâm lý vốn giúp cho bệnh nhân loạn trí, tập trung tinh thần tốt hơn, kích động mạnh mẽ đến các thanh niên sử dụng chúng. Đặc biệt nguy hiểm là sự tác động vào chất truyền tin serotonin và quá trình trao đổi chất dopamine. Dopamine có lỗi phenethylamine chứa thành phần hóa chất giống như là mescaline và LSD. Nó mang lại sự phấn khích thông thường cũng như là thái quá cho những vùng não nhất định. Càng tác động được chính xác bao nhiêu vào chế độ hoạt động của dopamine trong não thì càng có khả năng sản xuất nhân tạo ra ma túy hữu hiệu hơn bấy nhiêu. Và ngay cả khi không bàn đến các loại ma túy mạnh hình sự thì đâu là giới hạn sử dụng hợp pháp chất kích thích tâm lý để tăng cường sự chú ý? Ở những người loạn trí, người đản trí, người rối loạn nhẹ trong việc tập trung tinh thần, hay có thể trong tương lai gần sẽ có chuyện thường ngày là sáng sớm nào bố mẹ cũng cho vào cốc ca cao của con mình một viên thuốc nhỏ để tăng cường khả năng tập trung tư tưởng cho bài kiểm tra quan trọng ở lớp. Chúng ta có thực sự cần kỹ thuật gen và y học tái tạo hay không? Nếu có thể tối ưu hóa thành tích của trẻ con một cách dễ dàng như vậy, các chính trị gia và giám đốc doanh nghiệp sẽ không hề mệt mỏi sau một ngày làm việc dài 16 tiếng. Và các vận động viên chuyên nghiệp của giải Tour de France không chỉ uống thuốc kích thích cơ bắp mà còn giữ được tâm trạng hưng phấn khi mà đạp xe leo lên dốc cao nhất. So với mấy chuyện đó thì một giới khách hàng khác ngay từ bây giờ đã tỏ ra vô hại xiết bao.
khi họ khao khát những nhận thức mới về tâm lý học thần kinh. Bộ phận tiếp thị của siêu thị, các hãng quảng cáo và nhà thiết kế trang mạng gần như hôm nào cũng tưng bừng đón nhận những tin tức từ tiềm thức của những nhóm đối tượng săn đuổi của họ. Con người bẩm sinh có xu hướng rẽ phải khi định hướng trong không gian lạ. Siêu thị tận dụng điều đó khi xếp đặt các giá hàng và sản phẩm của họ. Các chuyên gia tâm lý, chuyên nghiên cứu màu sắc đã thử nghiệm hiệu quả catalog đối với người tham gia thử nghiệm trong máy chụp cắt lớp não. Còn công nghệ điện tử, giải trí hoặc là các nhà sản xuất trò chơi Internet dùng máy quét não để tìm hiểu thị hiếu tâm lý của khách hàng. Liệu có thực sự vô hại hay không? Ngày xưa đây là đất dụng võ của phỏng đoán và thăm dò ý kiến. Nay, hệ thống thần kinh trung ương của con người biến thành nguồn thông tin bị trực tiếp mổ xẻ và khai thác. Vậy, tác dụng phụ của cuộc thử nghiệm công khai rộng lớn này là gì? Chẳng nghi ngờ gì, môi trường chúng ta đang sống không chỉ tác động đến bộ não của chúng ta mà còn thay đổi sự kết nối giữa các tế bào thần kinh của chúng ta nữa, đôi khi là thay đổi vĩnh viễn. Ai chơi cờ nhiều thì sẽ tối ưu hóa những năng lực nhất định, rất tốt cho người ấy và chắc chắn không hại đến ai. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với người chơi game bắn giết khi mà hàng ngày anh ta tiêu diệt cả nghìn chiến binh địch? Anh ta cũng trở thành một tay chơi giỏi, nhưng vấn đề là hậu quả nào động lại trong bộ não của anh ta từ việc hạ sát hàng nghìn đối thủ trong ngày. Những hình ảnh chạy loanh quanh từ đoạn băng video sẽ chỉ lướt qua, không để lại dấu ấn gì trong não của con cái chúng ta hay sao? Không một ai có chút hiểu biết về nghiên cứu não lại dám khẳng định điều đó. Và quá trình phát triển ngày càng rộng rãi trong việc sử dụng tri thức về tâm lý thần kinh nhằm tạo thêm kích động còn lâu mới kết thúc. Chúng ta sắp chứng kiến cuộc chiến giữa các nhà thiết kế game điện tử và các chuyên gia tâm lý thần kinh chăng? Một bên luôn tìm ra những kích động mới, còn bên kia thì kêu gào đòi ban những lệnh cấm mới vì những tác hại ngắn hạn hay là dài hạn, tiềm năng hay đã được xác định. Cướp mất sự chú ý là một tội mà cho đến nay chưa hề bị trừng phạt ở bất kỳ xã hội nào. Chẳng phải chúng ta phải thay đổi điều đó trong tương lai hay sao? Triết gia Thomas Metzinger ở trường đại học tổng hợp Mainz đã sáng tạo ra khái niệm dự đoán hậu quả nhân chủng học để chỉ hành vi đó. Nói về cái vấn đề mà cái việc cái phần vừa rồi các bạn, mình nghĩ là nó liên quan tới việc là những cái tác động thay đổi về về não á, cách vô thức thôi, nhưng mà chưa được điều chỉnh theo pháp luật ha, thì nó có đáng bị lên án hay không. Thì tại vì mình trải qua cái giai đoạn á, là hồi cấp 2 các bạn, mình rất là mê chơi game, mình rất là ghiền chơi game, và cái giai đoạn đó thì nó có cái game là Võ Lâm Truyền Kỳ á, và rất nhiều game online khác mà gọi là giới trẻ gọi là trải qua ngày đêm để đổ tiền vào, đổ thời gian, đổ công sức để cày những cái game đó. Thời mình còn trẻ, khi mà mình rất là mê chơi game á, thì khi mà báo chí đồ viết là game là tệ, game là này nọ, game là khiến cho giới trẻ đi xuống là này nọ, thì mình sẽ luôn luôn tìm cách chống đối ha. Mình nghĩ là trời ơi, mấy cái người này, người già, mấy ông già không bao giờ chơi game, nên mới nghĩ là game là làm cho những cái đứa trẻ gọi là thay đổi, làm cho chúng ham chơi, chúng gì bạo lực này nọ vân vân vân. Thì hồi trẻ mình nghĩ vậy, vì hồi trẻ mình chơi game á, mình không có bị bạo lực thêm thì mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là những cái game hồi xưa mình chơi các bạn, nó đốt biết bao nhiêu thời gian, đốt biết bao nhiêu tiền của mình, mà nó hoàn toàn không đem lại một cái lợi ích gì. Mình nghĩ lại cái việc mà mình chơi game mà Võ Lâm rồi cày này nọ các bạn, hoàn toàn không đem lại lợi ích gì cho mình cả. Mọi người không biết là có bao giờ trải qua cái tuổi trẻ mà chơi game không? Thảm như là chúng ta mê gì? Nói đã chơi thì hình như là cái gì nó cũng chả mang lại lợi ích gì nhiều ha. Như chúng ta mê trượt ba tinh đi, hồi nhỏ thì có phong trào trượt ba tinh thì ít ra nó cũng cho chúng ta cái sức khỏe gì đó. Chúng ta mê còn thú chơi gì cho tụi nhỏ nữa ta, không biết các bạn ơi. Nói chung là người trẻ thì đa phần là mê những cái thú chơi gọi là hại đời, hại người, hại thời gian không à. Nhưng mà ý là mình nghĩ như vậy, thì đó, nó không chỉ đánh mất thời gian của một, không chỉ một cá nhân ha, mà một số lượng rất lớn. Và nếu mà nói về ảnh hưởng tâm lý thì mình nghĩ là có đó. Những cái người mà chơi game á, mà bị mê game á, đa phần khi mà nhỏ mê game thì lớn lên rất là nerd, lớn lên là tâm lý rất là kiểu
kiểu bị khù khờ các bạn. Những người mà giống như mình cũng là một trong những người đó ha, mình gọi là mê mê máy tính, hồi nhỏ mình mê máy tính rất nhiều, thì lớn lên giống như khờ khờ, gọi là người bị nerd đó các bạn, không có giỏi về giao tiếp thường ngày á đó. Thì mình nghĩ là nó đánh mất một cái khả năng gì đó của chúng ta trên một cái quy mô rất là lớn mà chẳng có ai quy định là cái đó là tốt hay là xấu cả, chẳng có ai đong đếm, chẳng có ai đưa ra cái luật. Ở đây, sau này Việt Nam mới đưa ra luật 5 tiếng á. Hồi đó là mình cứ lên án cái luật đó ha. Hồi đó là hồi còn nhỏ nói lên án thì ghê quá, đâu biết gì đâu mà lên án. Nhưng mà hồi đó kiểu như là nít thì không biết. Nhưng mà sau đây mình trưởng thành hơn thì mình nghĩ là nên đưa ra cái luật đó ha. Tại vì nó rất là vô ích, nó rất là vô bổ. Các bạn cứ tưởng tượng 24 giờ ngày hồi xưa, gọi là những ngày nghỉ mình chơi game, gọi là chơi cả ngày luôn các bạn. Thức dậy là chơi từ sáng tới tối luôn á. Gọi là chơi hết bắn súng Counter Strike rồi qua chơi võ lâm truyền kỳ, nó chẳng đem lại gì cả. Sau đó một cái thời gian thì mình lại mê về vẽ đồ họa máy tính này nọ, thì nó tự tìm hiểu là cuối cùng những cái đó lại là những cái là mê về lập trình nè, đó là những cái đó là mang lại cái lợi ích sau này. Ok, quay lại sách ha. Triết gia Thomas Metzinger ở trường đại học tổng hợp Maine đã sáng tạo ra khái niệm dự đoán hậu quả nhân chủng học để chỉ hành vi đó. Giống như chúng ta dự đoán hậu quả của công nghệ mạo hiểm đối với xã hội, trong tương lai chúng ta nên làm như thế với những hệ lụy rủi ro của việc nghiên cứu não. Thách thức của môn nghiên cứu não đòi hỏi những suy nghĩ hoàn toàn mới về các khả năng và mối nguy hiểm đối với bộ não của chúng ta. Một văn hóa ý thức. Metzinger đề nghị đưa vào chương trình giáo dục ở trường học một tiết thiền phi tôn giáo. Con cái chúng ta phải học cách bảo vệ sự chú ý và năng lực tập trung tinh thần và năng lực tập trung chống lại sự công kích của lũ cướp hàng ngày đông đảo vây quanh chúng ta. Ngược lại, đối với thực tiễn y học, Metzinger đưa ra một danh mục quy tắc mà các nhà nghiên cứu não và chuyên gia thần kinh coi là nghĩa vụ: không hợp tác với quân đội, không thương mại hóa lan tràn các kết quả nghiên cứu, không lạm dụng các mô của người, không lạm dụng bệnh nhân về mặt y học cũng như là về mặt thương mại. Khỏi phải nghi ngờ sự cần thiết của danh mục quy tắc sâu sắc đó, người ta không nhất thiết phải nhớ đến việc cấy ghép của Robert Wise ở Cleveland rồi mới nhận ra tình thế nghiêm trọng. Trong môn nghiên cứu chứng tai biến não, người ta đang mong đợi các tiến bộ mới về ghép não trên bệnh viện quốc tế vào những năm tới để có thể thay thế những vùng não bị hư hại. Nhưng chỉ có thể thành công khi tái tạo được tuyến dây thần kinh hay là mối tiếp xúc thần kinh đã bị phá hủy khi ghép tạng. Nhưng nếu làm được việc đó thì chẳng phải là người ta đã biết cách tạo ra chính bộ não. Đề tài não nhân tạo xưa nay vẫn luôn khích lệ trí tưởng tượng bay bổng của con người, nhưng mà nghệ thuật mới của thần kinh giả và phỏng sinh học thần kinh hiện nay quả thật đã phần nào cho phép người ta mơ đến não giả. Thật khó mà tưởng tượng ra các hệ quả từ đó đối với hình ảnh con người của chúng ta, bởi vì bộ não giả sẽ không bao giờ chết theo nghĩa thông thường xưa nay. Nó là một cỗ máy có tâm hồn. Vậy nó có làm cho người sở hữu nó trở thành một siêu nhân vì có bộ óc vĩnh cửu hay không? Và qua đó phải chăng khoa học sẽ thực hiện yêu cầu do nghệ sĩ Franz Marx ngày xưa đặt ra cho hội họa của trường phái ấn tượng là bắt một cây cầu đến xứ sở tâm hồn? Ít nhất thì qua đó, thách thức đạo đức của môn nghiên cứu não và của mục tiêu thực tiễn của nó đã trở thành một thách thức kép. Nó phải bảo vệ con người khỏi bị lạm dụng và có thể nó phải chuẩn bị cho xã hội đối phó với các đảo lộn nhận thức bản thân và nhận thức thế giới. Các đảo lộn ấy sẽ đồng nghĩa với các can thiệp y học nhất định vào bộ não. Ở đây chúng ta cũng chạm vào giới hạn do Kant đưa ra, đó là không được làm con người chệch mục đích bởi vì sự lạm dụng bởi quân đội mật vụ và cả bởi tiếp thị và kỹ thuật điện tử giải trí, ít nhất cũng hàm chứa vài khía cạnh của việc đánh chệch mục đích. Hệ quả xã hội của tất cả các điều nêu trên có thể rất lớn và đôi khi rất khó cân nhắc giữa hạnh phúc và đau khổ theo nghĩa vị lợi. Vì thế, công việc mà xã hội cần làm là thực hiện càng sớm càng tốt việc kiểm tra theo tiêu chí đạo đức, cử các nhà nghiên cứu não và các chuyên gia phỏng sinh học thần kinh cộng tác cùng với các đồng nghiệp bên triết lý. Sorry, mình bên triết học nha. Mình đọc lại nha. Vì thế, công việc mà xã hội cần làm là thực hiện càng sớm càng tốt việc kiểm tra theo tiêu chí đạo đức, cử các nhà nghiên cứu não và các chuyên gia phỏng sinh học thần kinh cộng tác cùng với các đồng nghiệp bên triết học, tâm lý học và xã hội học để đánh giá công tác nghiên cứu của họ và suy tính đón đầu những phát triển tiềm năng.
Trước khi rời ranh giới xưa nay của nhân vị và hình ảnh con người truyền thống, có lẽ chúng ta nên biết về chính bản thân mình nhiều hơn một chút. Chúng ta đã học được một số điều về năng lực nhận thức của mình và đã cân nhắc một số câu hỏi đạo đức quan trọng. Chỉ còn phải xem lại những ham muốn của con người mà không có chúng thì ta không phải là ta. Đó là những đòi hỏi, vui thú và khát vọng của chúng ta. Nói ngắn gọn là niềm tin, tình yêu và hy vọng. Hết chương vừa rồi luôn và gọi là hết phần thứ hai quyển sách này. Qua livestream sau chúng ta sẽ qua phần thứ ba là tôi có thể hy vọng gì. Và bắt đầu chương bắt đầu của phần thứ ba là một chương rất là đặt ra những câu hỏi ha, có Chúa hay không? À, nghe hay chưa? Nghe cái câu hỏi của chương là thấy gọi là có rất nhiều thứ để bàn rồi. Có Chúa hay không? Mình cũng rất là hứng thú về cái vấn đề này ha. Ok, để chương sau chúng ta tìm hiểu. Hôm nay mình nghĩ là cái livestream của Facebook nó bị lỗi các bạn. Bên máy mình là nó mờ mờ nè. Và thường á, nếu mà thấy mọi người không có coi livestream nhiều á thì là biết nó có lỗi gì rồi ha. Kêu kêu, mê rap đi, rap rất tốt ha. Thực sự mình nghĩ rap như là nhật ký các bạn, cách viết văn vậy đó. Cách chơi chữ, cách viết văn là một cái phương pháp để gọi là, tại vì nếu mà nói về viết nhạc á, viết mà nhạc để hát á thì nó rất là khó. Các bạn phải biết nhạc lý nè, các bạn phải gọi là lựa chọn câu từ rất là khó khăn. Đó, tại vì nhạc là nó phải có tune, nó phải có lên xuống, nó giai điệu này nọ. Còn về rap á thì nó giống như ngôn ngữ nói đọc hàng ngày, thì cái việc mà viết một bản rap đối với mình giống như là việc viết nhật ký, nó giúp chúng ta tăng cái khả năng viết, cũng như viết lên những cái câu thơ ấy, các bạn chẳng cần phải như là viết nhạc nhưng mà nó vẫn mang hơi hướng của âm nhạc ha. Thì nó rất là hay, nghĩ nó ngoài cái việc gọi là giải trí thì nó còn tăng cái khả năng gọi là văn chương lai láng của chúng ta. Đúng không? Tăng khả năng văn chương lai láng, và cái quan trọng là mình nghĩ á, là giúp chúng ta hiểu bản thân nhiều hơn. Thật sự luôn, tại vì chúng ta biết là giờ đâu chúng ta suy nghĩ những gì mà chúng ta nghĩ. Nhiều khi những gì mà chúng ta tưởng là chúng ta tin á, hay là tưởng là chúng ta nghĩ á, khi mà các bạn đặt bút mà các bạn viết ra thì tự nhiên các bạn sẽ suy nghĩ khác. Các bạn sẽ nghĩ có thật sự là mình nghĩ cái vấn đề này nó như vậy không? Đó, bảo đảm luôn, các bạn cứ thử viết cái gì đi. Viết một bài rap thì là đơn giản nhất, như các bạn chọn cái chủ đề, các bạn viết về cái chủ đề đó, tự nhiên các bạn suy nghĩ à, về chủ đề đó mình có thật sự mình nghĩ như vậy không, viết như vậy thì có đúng ý mình chưa, rồi viết như vậy có hay chưa, mình nên thay đổi câu cú như thế nào cho nó hấp dẫn. Đó là một cái cách để tự cải thiện bản thân mà mình thấy rất là hay luôn. Thì đối với mình thì rap là nó như vậy ha, nó không chỉ là cho ngầu, cho cool, cho ngầu, nó là còn là nó có rất là nhiều những cái công dụng rất hay, giống như là viết văn vậy đó, viết nhật ký vậy đó. Hai, chào Phong nha, hôm nay còn chút xíu thôi Phong ơi, vào trễ quá. Đọc hết chương cuối cùng rồi, bây giờ là phần thảo luận, mọi người có muốn thảo luận gì á thì bình luận phía dưới mình sẽ đọc lên cùng nhau thảo luận nha. Ok Hoàng Long ơi, quyết định đúng đắn khi tiếp tục đọc quyển sách này, mình thấy cũng rất đúng ha. Tới phần sau bắt đầu hay nè, có Chúa hay không, để mình coi những cái chương của phần cuối cùng coi. Có Chúa hay không nè, thiên nhiên có ý nghĩa gì không, tình yêu là gì, đó, tình là gì. Bảo đảm mấy bạn viết rap mà hay là viết ngôn tình này nọ, đặt ra câu hỏi tình là gì là hấp dẫn liền ha. Tự do là gì, có cần sở hữu hay không, thế nào là công bằng, đó. Cuộc sống hạnh phúc là gì, có học được cách hạnh phúc hay không, cuộc sống có ý nghĩa là gì. Đó, toàn lên chà, cái chương cuối của quyển sách này toàn là gọi là những câu hỏi mà đau đầu không ha. Thế Nhu chia sẻ tổng kết phần 2 đi, theo mình tác giả nêu ra được nhiều nhưng hình như cũng chẳng giải quyết được gì ấy nhỉ. Quyển sách này không phải để giải quyết bất kỳ vấn đề gì Thế Nhu ơi. Quyển sách này tác giả đưa ra cái vấn đề để chúng ta tự suy nghĩ thôi. Và không có đưa ra kết luận, nên đọc cái quyển này thấy nó hơi kỳ kỳ, gọi là đọc xong ủa, sao đọc xong không hiểu gì hết ta, đọc xong xong không có kết luận gì hết.
tại vì tác giả đâu có kết luận cho chúng ta đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ cũng ôn lại coi là phần 2 này có các chương gì và những cái ý nghĩa trong đó ha. Đầu tiên của phần 2 là chúng ta có cần những người khác hay không. Thì mình nhớ trong chương 2 này có một cái nguyên lý của Rousseau á, là con người sinh ra nhân chi sơ tính bổn thiện, con người sinh ra bản chất là tốt, bản chất là thiện, nhưng mà do xã hội làm cho chúng ta ác, nên là chúng ta không cần con người ha, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi chúng ta sống một mình, chúng ta cô đơn, chúng ta một mình. Nhưng nói đi cũng nói lại thì có một cái người thì đối ngược với Rousseau, nhưng mà mình không nhớ tên, thì nói là nhân chi sơ tính bản ác, là con người sinh ra. Cái câu nói đó không phải của ổng ha, nhưng mà có nghĩa là vậy, có nghĩa là con người sinh ra tính là bản chất là ác, nhưng mà nhờ cái xã hội, nhờ những cái văn hóa, nhờ những cái luật pháp đã khiến cho chúng ta thiện lên, thiện lành lên đó. Thì như vậy thì mới có cái câu hỏi là chúng ta có cần những người khác hay không, và tác giả hoàn toàn không nói là chúng ta có cần hay là không. Bởi vậy nên là cái quyển sách này nó rất là triết học ha, nó khiến chúng ta suy nghĩ thôi, chứ nó không có cho chúng ta gọi là không cho chúng ta câu trả lời. Nên gọi là các bạn tin tùy theo cái quan điểm của mỗi người, coi là như thế nào thì như thế ấy thôi. Các bạn nghĩ như thế nào? Nhân chi sơ tính bản thiện, hay nhân chi sơ tính bản ác, hay là nhân chi sơ hỏng bản tính ha. Ok, chương tiếp theo là vì sao chúng ta giúp người khác. Mình không nhớ chương này nói là về cái gì. Tại sao mà chúng ta giúp người khác á. Rồi tiếp theo nữa là vì sao tôi phải là người tốt. Người tốt để là cái gì, mình cũng không nhớ là tác giả dùng những cái luận cứ gì trong cái chương này. Tiếp theo là tôi có được cái mà tôi muốn hay không. Mình nhớ cái ý của cái chương này là có thật sự là giống như là mình muốn cái đó, mình giống như là mình muốn lớn lên mình sẽ trở thành kỹ sư đi đó, nhưng mà mình có thực sự có được cái mà mình muốn hay không, hoặc là do bố mẹ cản, hoặc là do nó không thích hợp đối với cái điều kiện của mình. Ví dụ vậy, và tác giả đưa ra cái việc giữa là lý trí và ý chí, thì thực sự là do cái ý chí chúng ta muốn cái gì đó, rồi lý trí sẽ tìm cách để logic hóa những cái vấn đề xung quanh ta và cho chúng ta gọi là hợp lý hóa cái ý chí của chúng ta ha. Mà mình cũng không nhớ ý của tác giả muốn nói trong cái vấn đề đó là gì nữa. Mình chỉ nhớ như vậy thôi. Và thật ra thì mọi chương tác giả cũng không có nói là chúng ta đưa ra kết luận gì, mà chúng ta chỉ có suy nghĩ những cái điều mà tác giả muốn nói vậy thôi, chứ không có có đưa ra kết luận chúng ta là có hay không ha, là chúng ta có được muốn cái mà tôi muốn hay không, hay là thật sự là tôi không có muốn cái gì hết á, mà chỉ do là cái dòng đời đưa đẩy, rồi tôi cố gắng tôi lý trí hóa những cái thứ xung quanh tôi hợp lý để chứng minh rằng đó là cái mà tôi muốn đó. Rồi trong óc có đạo đức hay không, có nghĩa là con người đẻ ra là đã có đạo đức hay không, hay là phải qua cuộc sống mà chúng ta mới có đạo đức bẩm sinh, đạo đức là bẩm sinh hay là do rèn luyện ha. Rồi có bỏ công làm người tốt hay không, chương tiếp theo là có bỏ công làm người tốt hay không. Thì cũng phân tích là có nên làm người tốt hay không, rồi đạo đức là bẩm sinh, rồi có được phép giết người hay không, phá thai có hợp đạo đức hay không, có nên cho phép trợ tử. Thì cái này bắt đầu dùng những cái chương trước á, mình thấy cái vấn đề mà triết học rất là hay các bạn. Những cái nhà mà viết triết á, họ suy nghĩ rất là sâu. Thực sự luôn, các bạn thấy là khi đọc những cuốn sách này á, càng về những cái chương sau á, thì nó càng nhờ những cái tiền đề mà những chương trước đặt ra, chúng ta mới có những cái tiền đề đó tiếp tục phân tích những cái chương sau. Thì giống như một cái câu hỏi họ đặt ra, họ phân tích rất là sâu về cái nguồn gốc của những cái câu hỏi họ đặt ra luôn. Chẳng hạn như là có được phép trợ tử hay không, thì từ cái có được phép trợ tử hay không là có được phép là hỗ trợ người ta chết hay không á. Thôi, trên câu hỏi trên là phá thai có hợp đạo đức hay không, thì mới đặt ra câu hỏi là
nếu mà không hợp đạo đức thì tại sao? Tại vì một cái thai có linh hồn đúng không? Như vậy linh hồn là gì? Cái gì là định hình một cái con người? Đó, rồi vân vân, nó sẽ trở nên những cái chương trước á. Đó, mình thấy là rất là hay, rất là sâu luôn. Những cái nhà mà viết triết học á, họ nghĩ rất là sâu. Rồi, nên đối xử với vượng người ra sao cũng không có đưa ra kết luận ha, chỉ là đưa ra những cái lập luận thôi, là con vượng nó giống với con người ra sao. Nhưng mà cho dù nó giống với con người thì chúng ta vẫn đối xử với nó như là một con thú vật ngang hàng với con chó, con mèo, chứ nó không có giống như con người. Và tại sao như vậy? Vì chúng ta hiện tại nó như thế nào để chúng ta suy nghĩ thôi, chứ không đưa ra kết luận. Chúng ta, tác giả không có nói là nên đối xử với vượng người ra sao ha, chỉ đưa ra những cái thực tiễn là ngày nay chúng ta đối xử với vượng người ra sao thôi. Rồi tại sao nên bảo vệ môi trường? Rồi có được phép sao chép con người hay không là mới đọc vừa rồi. Rồi, y học sẽ tái tạo sẽ dẫn đến đâu? Rồi ngành nghiên cứu não bộ được phép làm gì? Đó là những cái chương chúng ta vừa đọc. Và đó là hết về phần 2 ha. Thực sự cái quyển này á, đọc xong thì các bạn không có đưa ra được nhiều kết luận đâu, mà các bạn đưa ra nhiều cái suy nghĩ thôi, để chúng ta định hình cái suy nghĩ của mình thôi, chúng ta chọn coi là tin cái gì. Tác giả thì cũng khá ba phải ha. Tác giả khá ba phải, viết một vấn đề, đưa ra vấn đề bên tay trái, xong rồi đưa vấn đề tay phải để các bạn tự chọn đó, chứ tác giả không có chọn giúp mình, để cho chúng ta tự phân định coi là chúng ta tin vào cái gì, chúng ta nghĩ như thế nào là đúng, chúng ta tin thôi. Ok Phong ơi, Phong muốn thảo luận chứ không theo dõi, không biết thảo luận gì luôn. Ok Phong ơi, từ từ thảo luận cũng được. Ân chia sẻ đọc, bệnh già bắt đầu hay quên, bắt đầu tái phát rồi, đọc sách xong quên nữa rồi. Thực sự là mình đọc sách xong á, mình chỉ nhớ ý chính thôi. Gọi là cuốn sách nào á mà có những cái kết luận á, thì đa số là mình nhớ kết luận xong rồi, trong những đó có những cái ý hay á, thì mình nhớ những cái ý hay thôi. Chứ não mình thì không có siêu phàm tới mức gọi là đọc xong rồi nhớ hết mọi ý của cuốn sách, thì nó hơi khó. Mà đặc biệt cuốn này, cuốn này nó không có ý chính gì cả, nên gọi rất nhiều chương đọc xong chả hiểu gì cả. Chả có rút ra được kết luận gì cả. Nhưng mà mình cũng hay là cho mọi người mà khi mà nghe thì các bạn sẽ tự đưa ra câu hỏi dành cho mình ha. Thực ra có lúc là mình muốn dừng cuốn sách này, tại vì có những cái chương đọc xong chả hiểu gì cả, chả biết là tác giả muốn nói cho chúng ta điều gì luôn. Phong chia sẻ IQ là bẩm sinh, còn EQ và MQ là do rèn luyện, đúng hay không? Đó, bạn nào trả lời cho Phong kìa, này mình cũng không rành nữa. Mình nhớ là IQ là bẩm sinh nhưng mà có thể rèn luyện được. Có những người rèn luyện IQ để đi thi IQ cho nó cao hơn ha, thì có thể rèn luyện được, nhưng mà là tới mức nào đó thôi, chứ không phải rèn luyện cái thành IQ của thiên tài ha. Còn EQ và MQ thì mình nghĩ là một phần cũng do bẩm sinh, là có những người gọi là nó thuộc về chỉ số cảm xúc, thì có những người rất là đồng cảm, giống như mà chỉ số cảm xúc của nữ thì thường là sẽ cao hơn chỉ số cảm xúc của nam, đúng không? Nữ thì dễ đồng cảm hơn nam, thì cái đó là bẩm sinh rồi. Thì nó là nói trên quy mô lớn thì đa số là bẩm sinh rồi, nhưng mà nói về từng cá nhân thì mình nghĩ cũng có thể luyện tập ha, nó không có gì là hoàn toàn một bên cả. Vĩnh Trường chia sẻ, theo quan sát của mình, với rất nhiều đời mèo thì thiện ác của chúng phụ thuộc rất nhiều vào tính cách bẩm sinh của chúng. Mối liên hệ của mỗi cá thể với xã hội của nó giúp thay đổi dần bản tính của chính nó, có thể tốt hơn hoặc xấu đi tùy theo từng môi trường. Ok Vĩnh Trường ơi, mình hoàn toàn đồng ý vấn đề này luôn. Nghĩa là môi trường tác động rất lớn, và cũng có một phần là thuộc về bẩm sinh ha. Bẩm sinh thì sinh ra tính cách, nhưng mà cái môi trường nó cũng tác động tới rất nhiều những cái suy nghĩ, tới những cái tính cách của chúng ta ha, cách mà chúng ta nhìn vào cuộc đời. Nó giống như là các bạn bạn chơi game á các bạn. Nếu như chơi game chúng ta tạo nhân vật, chúng ta nâng vào intelligence, dexterity, chúng ta nâng vào trí thông minh, hay chúng ta nâng vào độ chính xác, hay là nâng vào sức mạnh, hay là nâng vào gì đó, rồi chúng ta phát triển cái nhân vật khi mà vào game. Dựa vào những chỉ số đó chúng ta sẽ đưa nó đi theo đường phép, hay là đưa nó đi theo đường này đường kia đó. Mình nghĩ nó giống vậy á đó. Đó rồi môi trường, yếu tố môi trường phụ thuộc là gặp chùm này quái kia, rồi
hiểu được câu chuyện rồi này nọ, lụm được đồ này đồ kia sẽ khiến cho chúng ta build những cái đường khác nhau. Đó. Tân chia sẻ nhớ IQ cũng rèn luyện luyện được, tác giả lưỡi chúa luôn, kiểu kiểu này chắc phải tác thật. Ok Tân ơi, thế Nhu chia sẻ đầu tiên phải hiểu bẩm sinh nghĩa là gì á. Chẳng hạn bẩm sinh là trạng thái con người lúc họ mới sinh ra, hay bẩm sinh là phần được di truyền so với những gì do môi trường tác động mà có. Mình nghĩ là phần được di truyền á, bẩm sinh là cái phần được di truyền á. Chứ thật ra đứa trẻ sinh ra thì cho dù nó có cái đó nhưng mà nó đâu có thể hiện ra đâu, từ nó mới thể hiện ra nhiều, mình từ từ nó mới phát triển ha, thì nó mình nghĩ nó thuộc về cái phần được di truyền ha. Bẩm sinh là phần được di truyền, còn những cái kia là phần chúng ta học được. Ok Tân ơi, Tân kêu não anh bắt đầu suy nghĩ để kiếm cớ việc biện minh cho mình hay quên ý của sách. Ok đúng rồi đó. Vĩnh Trường chia sẻ có những con mèo dù được rèn nắng rất nhiều cũng không tốt lên được bao nhiêu. À, người ta có câu gì trời cái gì sinh voi trời sinh tính á. Ủa, câu đó là trời sinh voi trời sinh tính trời sinh cỏ các bạn. Còn cái câu gì mà cái gì mà trời sinh tính á, cha mẹ sinh con trời sinh tính. À ok, còn câu trên là cái gì, trời sinh voi trời sinh cỏ. Ok, cha mẹ sinh con trời sinh tính, thì mình nghĩ tính cách thì giống như chơi game các bạn, vô game cái có những cái tính cách gì đó, những cái mấu chốt nào phân biệt tính cách đó, các bạn nâng cái điểm đó lên. Cái bộ phim gần gần đây nhất mà nói về cái vấn đề linh hồn á là cái bộ phim Souls của Disney, mình coi thấy rất là hay ha. Nó diễn tả theo một cách rất là dễ thương nhưng mà thấy cũng thấy rất là hợp lý, về cách là một cái linh hồn trước khi mà được nhập vào thể xác á, nó sẽ hình thành cái tính cách như thế nào đó, và tại sao mỗi người đều có một cái tính cách khác nhau, và trong cái quá trình sinh sống cái linh hồn chúng ta sẽ bị giam cầm hay sẽ được bay bổng như thế nào, vân vân. Thấy 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 rất là hay, thấy rất là hay. Thì mình thấy dạo này Disney làm những cái bộ phim mà giảng giải những cái vấn đề về về tâm linh á, giảng giải một cách gọi là rất là hay, thậm chí là có thể tạo riêng một cái đạo riêng cho mình luôn á, diễn giải những cái vấn đề mà chúng ta không diễn giải bằng khoa học được, những cái vấn đề tâm linh á, thậm chí mà mình nghĩ là có thể dùng cái đó để sau này không biết có cái đạo nào sinh ra từ những cái lý thuyết mà Disney đã vẽ lên những cái thế giới ha, thế giới người chết nè, thế giới linh hồn đi về đâu nè, đó, thế giới người chết thì chết đi thì nó sẽ như thế nào nè. Rất là hay cái bộ phim The Day of the Dead. Day of the Dead đúng không? Đúng rồi, Coco các bạn. Đúng rồi, bộ phim tên là Coco á. Diễn tả về khi chết linh hồn ở đâu và rất là giống của Việt Nam nha. Là cái đó là cái lý thuyết của người Mexico. Nhưng mà các bạn có thể áp dụng cái bộ phim đó cho người Việt Nam và các bạn xem là hoàn toàn có thể đồng cảm được với cái thế giới mà Disney vẽ ra, là chết xong rồi linh hồn sẽ đi qua thế giới bên kia như thế nào và tới ngày nó sẽ đi về như thế nào. Đó, giống như chúng ta là tới ngày mà âm giới mở cửa rồi những cái linh hồn đi về, ngày cúng cô hồn đó các bạn, thì y chang luôn, y chang luôn. Thậm chí ở bên đầu kia của thế giới là ở châu Mỹ, chỗ Mỹ Latin, cái đó là nói về cái tục lệ của người Mexico mà các bạn thấy là y chang người Việt Nam luôn, không khác gì hết đó. Và có thể diễn tả mọi cái thứ mà người Việt Nam tin từ cái cõi bên kia luôn. Coi rất là hay, bộ phim Coco ha. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, non sơn dễ đổi bản tính khó dời. À, Tân chia sẻ anh thấy câu đó sai kinh khủng, sống với cha sáng cá độ tối đi nhậu mẹ đánh bài thì sao mà thành người được. Thì tất nhiên có tác động ở bên ngoài nữa,
tác động bên ngoài nữa. Nhưng mà giống như là có những trường hợp là cho dù bố mẹ rất là tệ nhưng mà đứa con lại giỏi, có những trường hợp cho dù bố mẹ rất là giỏi, rất là chăm con nhưng mà đứa con lại tệ, đó thì người ta mới đặt câu hỏi cha mẹ sinh con trời sinh tính vân vân vân. Nhưng mà nó cũng không có hoàn toàn là do trời sinh, mà nó có một phần là do môi trường tác động nữa, do quá trình nó phát triển nữa, chứ không thì ngành giáo dục nó đã chẳng có rồi. Thế Nhu chia sẻ thế thì có những người sinh ra nóng tính, sau này tập thiền định thì ổn định trở lại. Theo mình thì bẩm sinh chỉ quyết định khoảng 30% thôi. Nếu hay vào mạng xã hội lại hay ai vua theo trend thì phần bẩm sinh không được 30% đấy đâu nhé. Ok Thế Nhu ơi, có thể luyện tập hết á, thật sự. Nói là trời sinh tính nhưng mà mình nghĩ là có thể luyện tập. Trọng Nghĩa chia sẻ Trung Quốc ghép đầu người đã chết để làm thí nghiệm, chưa làm trên cơ thể lâm sàng. Ok, ok Trọng Nghĩa ơi. Vâng thì nhớ là đã ghép đầu người sống rồi. Ok ghê vậy. Hôm bữa cái chương trước á có nói về cái việc Đức và người Do Thái và cái cách người Đức làm sao mà người Do Thái bị ghét á. Thì mình có hỏi với một cái người bạn, thì cái người bạn đó mới nói, không biết mọi người có biết vấn đề này coi nó có đúng không ha. Thì người bạn mình nói á, là thực sự là cái quá trình mà người ta ghét người Do Thái nó hình thành từ lâu trước khi mà Thế chiến rồi. Đó là do cái đạo trong tôn giáo, có nghĩa là hồi xưa châu Âu á, rất nhiều người theo đạo Cơ Đốc. Thì ở trong đạo Cơ Đốc á, họ coi cái đồng tiền là tội ác, và họ không có làm cái ngành cho vay, họ không có làm ngành cho vay ha, họ coi đó là tham lam, là tội ác. Nhưng mà đối với đạo Do Thái thì họ không có quy định tiền là tội ác, nên là mà thậm chí họ nói là tiền là tốt nữa kìa. Nên á là người Do Thái hồi xưa á, họ cho vay rất là nhiều, họ làm ngành tài chính rất là nhiều, nên bị những người khác coi là, những người đạo khác á coi là tham lam. Và cái gọi là tham lam, gọi là vi phạm vào đạo đức này nọ vân vân vân. Và cái quá trình mà sinh ra cái sự ganh ghét đó nó hình thành từ rất lâu rồi. Và tới cái thời mà Hitler thì nó được đẩy lên thành gọi là người ta tạo ra những cái gọi là những cái tin đồn về cái giống tộc này nó không tốt. Từ từ có những cái tin đó. Đó là đặc điều các bạn, đặc điều á, như chúng ta đặc điều là người da đen là xấu, người da đen là ghê gớm này nọ, đó đó, người Trung Quốc là vân 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 đó, thì đâu phải người nào như vậy đâu đó. Nhưng mà những cái thứ đặc điều đó nó sẽ từ từ nó khiến cho người ta tin, rồi tới một mức nào đó nó bùng nổ ha, rồi tới mức gọi là tới cái Thế chiến thứ hai là nó nổ lên, gọi là người ta đưa cái sự cực đoan đó đến cực điểm ha. Tân chia sẻ, em thấy lý tưởng người Do Thái đúng đấy chứ, không tiền thì lấy đâu mà sống đó, thì tùy theo tôn giáo thôi, tùy theo tôn giáo thôi Tân ơi. Cái tôn giáo là rất là quan trọng trong sự phát triển của từng cái dòng giống người nha. Thậm chí chúng ta không có đạo nhưng mà nếu mà sống ở Việt Nam thì chắc chắn chúng ta bị ảnh hưởng bởi đạo Phật rất là nhiều, và có một phần của đạo Thiên Chúa nữa. Nhưng mà mình nghĩ đạo Phật á, cái tính cách của con người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đạo Phật rất rất là nhiều luôn. Và nói về vấn đề tiền bạc mà trong đạo Phật thì mình nghĩ là hình như là không có quy định hay sao á, muốn có kiếm tiền thì tiền thôi. Nhưng mà về cái vấn đề từ thiện á, làm việc thiện á, thì trong đạo Phật quy định rất rõ. Và rất nhiều người, mình biết là đa số người ở Việt Nam mà đã đi làm từ thiện thì do gọi là tin một phần nào đó về đạo Phật á, nói là cho đi được nhận lại, rồi làm việc thiện tích đức này nọ đó, thì cái hành động đó là do cái vấn đề đạo của cả một cái dân tộc. Không phải cả dân tộc mình rất là nhiều đạo khác nhau ha, nhưng mà ý là đạo Phật ảnh hưởng rất nhiều, và nó ảnh hưởng đến từng cá nhân. Thậm chí là chúng ta có thể không theo đạo nhưng mà chúng ta sẽ hành động cái vấn đề đó theo cái nguyên lý của cái đạo đó, ở trong phổ biến ở trong cái dân tộc đó ha, ảnh hưởng rất nhiều. Còn nếu mà chúng ta đạo Thiên Chúa không thích tiền mà đạo Do Thái thích tiền thì đó là vấn đề họ tin thôi. Giờ nói đúng hay sai thì cũng tùy người, tùy người, không nói được. Ok,
Thôi hôm nay chắc là mình livestream tới đây thôi. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ năm, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.